Adiya Mi. Con thinh vân dự điều học là cô y tránh xa sự trộm cắp. Cà mê sumicha cha ra quê ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cô y tránh xa sự tà hành. Mẫu sa qua đa quê ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cô y tránh xa sự nói dối. Sura mê rayamat chấp bamadathana quê ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Niết bàn niết bàn cha sĩ ca bậc đa niết sở tu tâm ca tu a ngập ba mai đề na ni cha ta lăng samara khi tập bằng. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quay dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phành tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tích sì lê na phô ca sâm bát đàn sì lê na lê phô tinh doan tì ta sư mai sì la ngụy sô tha dê. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi cơ thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đã phẳng xâm và ruột tam ăn bút thầy vô cà lì tổ đô sơ bút thâu cà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thâm anh cha đu vi thăng và răng thầm mê vô ca li tô đỡ sơ thầm mô khăm ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sang khanh cha đu vi thót tam ăn sang khê vô khà li tổ đơ sơ sang khô khà ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Sirasmine buddhase to sariputo jadakine vam angse mokkhalano purato vidakantayam banchime mama anando kina savachatun nissa samanta lokabala ca inda deva sa brahmaka ete sang alupave na sabbe phaya ubandava aneka antaraya pivinasantu ase. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phật, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lãng Phạm Thiên, do oai lực Pháp màu. Hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Xin thị giá cho nạn giá tha xin thăm anh tôi xin thăm anh tôi xin thăm anh tôi đang phá lăng. Ê ta xin mình ra ta nát ta giá xin mình xâm bá xa đà nà chê. Ta xôn cầu xin cho quả của tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai
Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cẩm mang cách tập bạn kỳ đi gian mà cả dê na quả cha mà na sa ti đa sê su ga tăng cha tăng dê sa ta sa nhị nô a tê dê cha sa ta a sa nhị nô ca tăng quỳnh nhập hà lăng mây hăng sa bê pha ghi tha quan tự tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng điện năng quỳnh nhập hà lăng mây ya dễ cha ta thành a cha nan thì để qua gần to ni dê đa dâm sa bê lô cam hi dê sa ta chị quan ta ha ra hệ tu ca mà muôn năng khô cha năng sa bê là phàn tu ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liệu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tập sớm đoạn khổ tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời quý vị có thể chuẩn bị những câu hỏi, đưa tay hoặc là chết chát. Và Nhật Bình cũng kính mời quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể cầm mic dễ dàng thì kính mời quý vị cho Nhật Bình một tín hiệu để Nhật Bình kính mời quý vị làm thị giả cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Một lần nữa Nhật Bình kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato
Samma sambuddhaha sa namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhaha sa namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhaha sa. Ramma cha lo ca thi bát tê sa ham bát tê ca tan cha li an thi qua rang a ya cha tha san tê sa sát tap ba ra chap kha cha thi ca đệ sê tu tham mang anu cam bi mang ma chăng sa tham ma phê riêng bi na dân cha ca dân suốt tan cha bằng thăng a phi tham ma chậm mang A cơ ta dẫn tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bỡ thà nảy dê bà đi xa và mặt trên. Phạm thiên vần ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ trác vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phụ cập đã mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh nồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính nhân mịch đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tát Sa Pa Wa To Arahato Samma Sambuddha Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Tát Sa. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Chúng tôi cũng xin trả thú ở Nam mô Thanh cô Hà sư đã nhận được cái món quà cô gửi, nhưng mà xin thưa với quý vị có nhiều vị ở ngoài mấy cái nước bây giờ giống như mình thấy nó có lẽ cần thiết những cái chuyện đó nhiều hơn, thành ra quý vị là phước nên làm sẵn cái đó để giúp người ta. Có nhiều vị sư đang đi học bên đó rồi về không được, thành ra nó rất là nhiều khê ha. Chúng tôi không giàu nhưng mà chắc có lẽ là cũng không đến nỗi chết, nhưng mà khi nhận được rồi thì cũng xin xả thú và Nam mô Thanh A với phần phước đó. Nhưng mà quý vị nên lựa cách để làm phước cho phước nó nhiều hơn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, chúng con thành kính, con không biết đối với Xích Hà như thế nào, nhưng mà con nghĩ chắc cũng đồng cảm nghĩ với chúng con, dền ngay với con thôi. Nếu mà cúng dường ngài với tác ý là cứ vật dụng mà ngài nhận thì chúng con rất là hoan hỷ. Và con nghĩ là hoan hỷ với cái phước mình làm thì con nghĩ là cũng có phước rất là lớn. Còn nếu bây giờ ngài chỉ dạy là đi gửi tới những cái nơi Thái Lan, Tích Lan hay là gì đó để chúng con cúng dường thì cũng có, chúng con cũng có làm phần đó. Nhưng mà phần nào ra phần đó bạch ngài. Chứ con, dạ, phần nào ra phần đó chúng con cũng có làm, nhưng mà phần nào ra phần đó chứ không thể nói là chỉ chú tâm cúng dường những vị đó. Còn như ngài, bản thân con thì con nghĩ những vị đạo hữu trong đầu thai tràng cũng như con thôi. Ngài đã hàng tuần ngài đến ngài dạy chúng con, nhờ có ngài dạy chúng con mới hiểu được về giáo pháp rõ ràng hơn một chút. Thì chúng con phải có bổn phận
và như thế nào đối với Ngài, mà nếu mà Ngài nhận thì chúng con rất là hoan hỷ. Bản thân con là như vậy, khi nào mà con cúng dường được đến Ngài mà Ngài đã nhận rồi thì lòng con rất là hoan hỷ, nên con cũng rất là hoan hỷ với Sít Thà, phải không Nguyên Trang nha? Đây là tâm sự. Dạ, con xin phép, đáng lẽ con không có được quyền nói, nhưng mà con nghe Ngài dạy như vậy thì con cũng hơi trộn. Dạ, nên con xin phép được nói một miếng ạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép, Nhật Quỳnh bỏ cái webcam của Ngọc Hân, bỏ không được rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ bây giờ thì nhục diện đầu tràng. Dạ, con bạch Ngài, mấy lần trước thì con mời quý vị trong đầu tràng hỏi trước, nhưng mà hôm nay Nhật Quỳnh xin phép đầu tràng nha, cho Nhật Quỳnh hỏi trước một câu. Tại vì câu này đó bạch Ngài, thì bạn con nhờ con, nhưng mà con nói vòng vòng thì con sợ là làm cho khó hiểu, nên con nói ngay bản thân con cho nó dễ hiểu và dễ hỏi luôn. Dạ. Dạ bạch Ngài, mà thí dụ con có một người thân sắp ra đi, thì trong gia đình con á, thì có 5-3 anh em, nhưng mà ở Mỹ này thì thường là người ta không có nhận, coi như là ta không chấp điếu. Nhưng mà trong số đó thì có những vị thì nói nếu mà mình không chấp điếu thì người ta phải đi vòng hoa. Mà nếu đi vòng hoa đó, bản thân con thấy là nếu đi vòng hoa thì mình phải mua cái vòng hoa coi cho được được. Mà nếu mua cái vòng hoa coi cho được được thì cũng vài trăm. Nếu mà mình chấp điếu thì người ta chỉ 5-30 gì tùy theo khả năng, người ta bỏ bao thơ để vô cái thùng chấp điếu. Và cái người này cũng tác ý là sau đó thì sẽ đem cái tiền đó đi làm phước cúng dường để cho người thân của mình có thêm một chút phước. Dạ, bây giờ con xin hỏi ý kiến Ngài trong hai vấn đề. Một là mình chấp điếu để mình lấy cái số tiền đó mình đi làm phước cho người thân mình. Hai là mình không chấp điếu, nhưng mà mình không chấp điếu đi nữa, người ta cũng mua vòng hoa chứ ai đâu có tới thăm mà người ta đi không được. Dạ, Ngài dạy dùm cho con thế nào là đúng, thế nào làm cho đúng pháp ạ. Con kính dâng bích đến Ngài. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật ra đấy, chấp hay không chấp cái chuyện đó không quan trọng, nhưng mà người Việt mình cái đó thì họ chấp dữ lắm. Thành ra mình cũng chấp, mình nhận, nhưng mà để trong cái thùng đó sẽ dâng tới ai đó. Ví dụ như là cái hội đoàn nào đó hay cái chùa nào đó, thì khi ai muốn chấp điếu thì cứ bỏ ở đó rồi mình đem cái khả phần đó đem làm theo cái mình đã thông báo trước. Thông báo trước. Thế còn bây giờ mình nói không chấp điếu thì cũng được, mà mình nói chấp điếu rồi sau đó mình đem mình cái mình không có thông báo trước vậy mà sau này mình xách mình đem đi để mình làm phước lại đó, nhiều khi nó nhiều chuyện phiền phức lắm. Chúng tôi có gặp một số trường hợp như vậy ha. Người ta nói là tôi muốn dân này nó ông chùm, họ chê người ta, họ đem cho khác này kia ông chùm, mình để trên cái thùng đó đó, thùng mà chấp điếu đó ha, sẽ dần tới cái chùa đó hay là dân tới ai đó, dân tới lại hoặc để làm gì mình nói là cái đó đó, tức là họ đọc cho họ hiểu là mình không có trực tiếp chấp điếu, nhưng mà cái phần này để làm phước gì đó thì nó tiện hơn là nó không, hoặc là nhận rồi mai mốt làm thì nói thẳng vậy đó, thì có lẽ là nó ít vấn đề hơn. Tại vì Việt Nam mà chấp nhiều cái lắm. Cũng về suy nghĩ cho kỹ. Nếu làm được chi như chúng tôi thì phải báo trước thùng phước này sẽ đem làm gì đó, mình để thì người ta muốn bỏ nhiều đó người ta bỏ, chuyện không quan trọng, nhưng mà người ta sẽ biết là mục tiêu của mình như thế nào thì họ đỡ một số cái question về sau. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Yeah.
Sa thú đành thay con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên hoặc có những câu chết tác thì đã có Nguyên Trang vào rồi. Không biết Nguyên Trang đi chơi có về chưa mà cũng vào đạo tràng rất là giỏi nha. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay. Dạ, mời Hà nha. Dạ, Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, sẵn con Nhật Quỳnh có nói về cái vấn đề đó, Ngài có dạy. Con thấy ở cái chỗ con ở, thường đa phần người ngoại quốc, thưa Ngài, họ cũng không nhận vòng hoa nhưng mà họ liệt kê các hội thiện nguyện mà những cái charity mà họ... họ muốn cho cái người mà muốn cho đó tự nguyện dân và tùy hỷ dân, thì con thấy cái điều đó nó cũng hay. Con không biết là ý Ngài có nghĩ cái việc đó có đúng lệ không, thì con nghĩ cũng hay, nhưng mà con trao mic lại cho Ngài để Ngài giảng dạy thêm. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Tiêu Tàu Nguyện. Dạ, kính thưa cho quý vị, cái đó là người Mỹ họ hay làm vậy đó. Nhưng mà người Việt mình thì không biết làm vậy thì họ như thế nào, chúng tôi chưa có kinh nghiệm với đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà mình làm cái thùng đó là mình sẽ nghĩa là mình tới mình dâng tới những cái nơi mà ví dụ như họ biết rằng cái chùa đó đang sửa cái gì đó, hay là một cần làm nhà tắm nhà cầu gì cho cái chùa nào đó, thì cái đó mình để vô đó thì họ ít có thắc mắc lắm, họ làm liền chứ họ không có thắc mắc. Còn mà người Mỹ thì giống như người Thái cũng vậy. Người Thái quý vị vô trong cái trung tâm sinh hoạt, họ để gần chừng 30 cái thùng phước xương á, không phải một hai cái giống như bên chùa Việt Nam đâu. 30-40 cái đều ở trên đó họ để tên đó. Cái này hội hồng thập tự, cái này của điện nước ga, rồi cái này cho ai đó, thẻ mồ côi, hay là này cho ông sư bệnh, cái kia cho ông sư sắp ra đi, thì ông sùm đó là họ ghi hết. Vô đó thấy một hàng thùng phước xương là mình muốn cái nào thì mình đi mình coi. Thì người Mỹ họ cũng làm giống vậy, họ có sẵn những cái nơi mà mình có đức tin thì mình làm. Nhưng mà còn người Việt thì chúng tôi thấy thường họ không có thích thú như cái chuyện như vậy, mà họ muốn cho thí chủ, rồi nghe thí chủ báo cho họ biết là sẽ dân chỗ đó vậy, thì có lẽ là họ nghĩa là quan hỷ hơn là cái chuyện làm giống như người Mỹ hay Thái. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của Huynh Giang và Nguyên Trang, kính mời ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, sẵn có câu hỏi liên quan cái vấn đề đó, thì con thấy cũng có rất nhiều bạn bè ở đây đó, nhiều khi gia đình người ta có hữu sự đó thì người ta gửi những cái link để mình donate, để mình có thể mình đóng góp những cái tiền đó đi. Thì tụi con thì cũng thường có làm cái đó, thì con thấy cái đó nó ít lợi hơn là cái chuyện mà mua vòng hoa. Nhưng mà ở đây người Mỹ thì người ta rất là thực tế, nhiều khi người ta nói là ồ mình đã đóng góp như chỗ đó đó rồi, người ta báo cho mình để mình biết là để mình hoan hỷ với người ta như vậy. Nhưng mà với người Việt thì cái đó nó cũng hơi tế nhị và nhạy cảm đó, thì mình có nên nói với cái người kia để người ta hoan hỷ với cái việc mà mình làm hay không, thưa sư? Hay là mình chỉ là âm thầm mình làm cái chuyện của mình rồi mình hồi hướng cho cái vị đó, hoặc là mình hỏi tên người ta là cái gì để mình hồi hướng thôi? Hay là mình báo cho người ta một tiếng là mình có hồi hướng hay có làm những cái công đức đó để người ta hoan hỷ chung với mình? Và có thể sư
giảng rộng ra cho con hiểu thêm. Dạ con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Tha gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra mỗi người mỗi ý chứ không có ấy được, nhưng mà mình cứ làm theo cái vùng mà mình ở, nó có những cái điều kiện như thế nào thì mình làm dễ chắc hơn. Ví dụ như mình cái thùng của mình để cho người ta để vô đó, mình để dân cho chùa hay là cái gì đó, thì người Việt Nam mình đó họ dễ thông cảm hơn là cái chuyện là hội hồng tập tự hay là cái gì đó ha. Thành ra đó là những cái mà mình nên tìm hiểu cái cộng đồng của mình nó như thế nào rồi mình làm. Chứ còn bây giờ mình không có để trước rồi sau này mình để giống như chúng tôi nói nãy, nó không phải cái chuyện mà bình thường giống như mình nghĩ đâu ha. Nó còn này kia rồi mình để một chỗ hai chỗ vậy trên cái thùng mà để mình nhận cái donation của người đó đó, mình để ra như vậy đó, không cần để nhiều rồi đó. Thì là nhưng lần sau thì mình tính đều mình đo lường xem cái phản ứng họ như thế nào và cái sự quan hỷ họ có hay không, mà này kia chồng mới làm mới khác được. Chứ thường thường xưa nay thì người Việt mình có cách riêng của người Việt, mà những nơi khác thì nó có cái cách khác. Mình ở cộng đồng này giống như mình là nửa mùa rồi, nên nhiều khi mình làm theo Tây cũng được mà theo Mỹ cũng xong, theo Việt Nam thì cũng có người chửi vậy đó. Mình cứ làm nhỏ nhỏ vậy thôi ha, chứ không có gì đó. Nam mô Bụt Tha gia, cùng an trang một đất phiền lắm sao mà lần nào cũng thỏa thẻ hết trơn. Nam mô Bụt Tha gia. Nam mô Bụt Tha gia. Dạ con kính đảnh lễ ngài, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cái máy con hôm nay cái điện thoại kia của con nó bị hư rồi ngài. Cái này con xài cái iPad mà con không biết. Dạ con biết con chắc con đang lớn ở ngài ơi, chắc cái máy con ngài nói con thỏ thẻ, dạ không có thỏ thẻ, ngài con đang lớn lắm ngài. Dạ dạ thôi có bàn tay của xuất niệm từ, dạ con kính mời xuất niệm từ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ cảm ơn sức nghiêm trang. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Lữ Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ quý chư tôn đức trong đạo tràng, kính chào quý bà quý cô trung nữ, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho niệm từ biết âm thanh rõ. Dạ bạch ngài, con xin ngài giảng thêm cho chúng con hiểu thêm là con thấy có cái dạ ngài nghe không biết nghe dạ Sức Như Quỳnh nghe âm thanh của niệm từ rõ không Sức Như Quỳnh, để niệm từ ráng nói lớn để cho ngài nghe cho rõ, hơi nhỏ hay dạ dạ con kính mong ngài giảng cho chúng con hiểu thêm bốn tứ lậu: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dạ mong ngài giảng rõ thêm để cho chúng con hiểu thêm. Dạ dạ con kính tri ân ngài, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, kính bạch chư tôn hàng giả kính chư chư quý vị. Học với ai mà chưa hết đã tới tứ lậu rồi. Rồi cái gì cái tứ lậu là Asawa phải không, tiếng Bali là Asawa. Thường thường Asawa mình dịch là lậu hoặc, nhưng mà nó có bốn chuyện. Chuyện thứ nhất là Kama Asawa, thứ hai là Pava Asawa, cái thứ ba là Thiết Thả Asawa, và cái thứ tư là Vichha Asawa. À, thì chữ mà không biết dịch tiếng Việt chữ lậu này và chữ a sa quá này có dịch là nghĩa là cái dòng chảy nó chảy, tức là nó chảy là nó cuốn cái chúng sanh đi theo nó. Thì cái đầu tiên Kama sa quá thì là nó chảy trong cái ngũ dục đó. Nó làm cho mình nghĩa là luôn luôn bị ngũ dục, hỏng dục này dục nọ cuốn trôi nha, cuốn theo cái chiều của bất thiện pháp.
chi pháp của cái dục lậu này đó là tâm sở tham lô phá chê ta si cả. Cái thứ hai là phá hoa xa quá, tức là cái sự là cuốn trôi của chúng sanh trong cái cảnh thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc, hoặc là trong cái nếu mình còn ở đây mình đắc cái đó thì nó làm cho mình nghĩa là bị cái cuốn hút trong những cái thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc. Cái này thì cũng là tâm sở tham, nhưng mà nó chỉ ở trong cái bốn cái tâm hợp tà mà thôi, cái phá hoại sẽ quá nè, thì bốn tâm ly tà mà thôi, bốn tâm tham ly tà đó, tham mà tham ly tà, thì cái tâm sở tham ở đây thì nó gọi là phá hoại sẽ quá, tức là nếu mình dịch cái đó là hữu lậu hay gì đúng chứ, tiếng Việt chúng tôi không có rành lắm. Cái thứ ba là thiết thả sợ quá, thì nó làm cho cái chúng sanh nó nghĩa là chảy bị cuốn trôi trong cái sự hiểu sai lầm, hiểu sai lầm tà kiến, hiểu sai lầm, thì cái này thì tâm là tâm sở tà kiến ở trong bốn tâm tham học tà. Còn cái với cha sợ quá tức là cái dòng chảy, tức là cái sự mình dịch là sự ngu dốt hay là sự không biết nó làm cho chúng sanh lưng lưu trong cái điều đó, bất cứ cái gì đó bất cha sơ quá này là vô minh lậu đó, tức là cái sự mà hiểu lầm, cái sự ngu dốt mà nó là cái dòng chảy nên làm cho chúng sanh cái lưng lưu trong cái cõi và cõi sáu đường thì đúng rồi, lưng lưu đó, thành ra đó là bốn cái điều mà nó làm cho chúng sanh cái quấn quýt như vậy đó. Thật sự ra đó thì trong chính cái nhóm mà mình nó thuộc về bất thiện pháp này nè, thì cái nó gồm có những cái tâm sở mà nó là mình thường thường mình gọi là phiền não đó, những cái tâm sở đó nó nằm trong cái bốn cái này, tùy theo con người, có người bị lậu hoặc, có người bị nghĩa là có người bị a sở quá, có người bị ô cá, có người bị vô cá, người bị khanh thả, có người bị u tha đa ná, có người bị đi qua ra ná, có người bị ảnh út sĩ giá, có người bị sẵn vô cá, và có người bị kệ lệ xạ. Thì ngài dạy cho tất cả chúng sanh thì cái nào mà nó dính trong mình nó thì mình mới biết là mình bị cái đó nó cuốn rồi, cuốn trôi. Còn cái có những người khác thì nói mà nói là lậu hoặc thì họ không hiểu, nhưng nếu mình nói ô khá hay vô khá gì họ hiểu, là tùy theo cái mức độ của mình vậy. Nhưng mà điều nó vẫn là những cái năng lực để cuốn hút chúng sanh đi trong những cái chuyện mà kêu bằng sai lầm, không chứ không có để cho làm cho chúng sanh sáng sủa được, chúng sanh làm những chuyện sai lầm. Thì con người mình lúc nào nó có đầy đủ những cái đó mà có thể gọi tên khác thôi, chứ là nó có tính chính nhóm tất cả vậy đó. Chính nhóm tức là a sợ quá, ô cá, vô cá, thanh thạ, u ba đa ná, ní hoa ra ná, à nú sẽ giá, sẵn vô khá và kỳ lê xạ. Đó, thành ra có những cái vậy đó. Thì cái tứ lậu thì nó có bốn là dục lậu, ca ma sợ quá, thứ hai hữu lậu là phá hoa sợ quá, thứ ba kiến lậu là tiết thả sợ quá, và cái thứ tư là vô minh lậu tức là bích cha sợ quá. Nam mô bích thầy á. Nam mô bích thầy á. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và kính chào quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết âm thanh có. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con hy vọng ngài nghe được âm thanh của con ạ. Con không có thỏ thẻ ngài. Dạ con sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi, hay là quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ.
Dạ con kính mời những câu hỏi ạ. Dạ, dạ sa thú bàn tay của Xích Hà Nguyên Trang kính gửi lại ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sằng Thầy, dạ. Dạ con cái Trí Đức Ngài Lưu Tông, Trì Tông Đức Trăng Ni, con kính chào Đại Tràng. Dạ thưa Ngài, sẵn có câu hỏi của một vị Phật tử vừa mới hỏi về cái tứ lậu đó thưa Ngài. Thì con có nghe một vị nói là khi mình làm một việc thiện nào, thì nếu mà mình muốn cái nhân giải thoát thì mình nên nguyện, thì cái nguyện cái phước đó là phước vô lậu, còn cái phước hữu lậu thì không nguyện cũng có. Nên con cũng thắc mắc là sao, và con không rõ, thành ra kính tri ân Ngài giảng dạy cho con cái phần này thêm. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là mình làm phước thường là có kèm theo là cái lời nguyện. Tại sao có lời nguyện? Bởi vì cái lời nguyện cũng giống như là mình chỉ cái quả hay là cái mục tiêu của mình, để cho cái phước đó nó hướng dẫn mình đi tới đó. Thành ra có người thì là khi làm phước xong mà nguyện và phước báo này để kiếp sau con được cái này được cái kia. Còn có người thì nguyện cái khác thì tùy theo. Thành ra cái nguyện nào mà đưa tới sự chấm dứt luân hồi thì cái nguyện đó gọi là ba la mật. Còn nếu mà nguyện mà nghe là với cái chủng tử mà nếu là trở lại đó thì cái đó không gọi là ba la mật. Nên nhớ chuyện đó. Ví dụ mình bố thí chuyện gì đó, nguyện cái phần phước này cho để tôi có thể chấm dứt các pháp ngũ ngầm, thì cái bố thí đó được gọi là bố thí ba la mật. Nghĩa là mình nói cái này nên chưa nghĩa thôi, nhưng mà chưa chắc. Bởi vì tại sao chưa chắc? Bởi vì khi mình nguyện mà mình không có nguyện chấm dứt phiền não là cái gì thì cái đó nó cũng không thành, chỉ là lời nguyện suông mà thôi. Còn nếu mà mình nguyện mà có cái chủng tử luân hồi là như thế nào, mà nguyện phần phước này để kiếp sau chúng tôi được sanh về cõi đó, được gặp sanh về cõi đâu sức để được gặp các vị Bồ Tát trên đó này kim sùng đó, tức là mình nguyện để mình đi trở lại, thì cái nguyện đó chỉ là phước thông thường mà thôi. Thì mình cũng cái nguyện là cái sự hướng dẫn đi cho cái quả nó phát sanh như thế nào. Mà mình muốn cái quả mình nguyện để đi ra thì mới là ba la mật. Còn nếu nguyện không để đi ra, tức là nguyện đó là nguyện để luân hồi, mà chúng tôi thường dùng danh từ là nguyện với cái chủng tử là muốn được trở lại hay muốn có cái gì đó, thì cái nguyện đó đó mình làm cho cái con đường mà tương lai của mình nó sẽ lâu dài hơn. Bởi vì dầu rằng nguyện chấm dứt luân hồi đi nữa thì không phải một hai kiếp thì chấm dứt đâu, nhiều khi nó lâu hơn, nhưng mà mình nguyện để cho mình cái việc làm của mình nó rốt ráo hơn, những cái thiện pháp mình làm tới đâu nó cũng rốt ráo hơn là cái quý vị coi trong tiểu sử các vị đại đệ tử Đức Phật đó, thì hai anh em của tôn giả Côn Đình Nhá là trong thời quá khứ đó, làm cái gì thì ổng cũng làm đầu, còn người em là cái gì cũng chờ ngày mai. Thành ra khi mình bài pháp đầu tiên thì ổng đắc quả, nhưng mà cho tới khi trước đi Đức Phật nên là tắt thở đó, thì cái người em mới tới để xin ngài đó, xin gặp Đức Phật đó. Khi ngài Ananda cho vô thì Đức Phật thiết một vài câu pháp ngắn thì ông ta đã đắc quả, tức là cái vị đại đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Chứ thường thường lúc đó thì ngài không bao giờ ngài thiết cả, nên nhớ chuyện đó. Lúc đó là thường là trong vòng 15 tới 20 năm đầu thì ngài còn thiết cho chư tăng được nghe, chứ còn mấy năm sau thì thường ngài để cái học trò ngài thiết, chứ ngài ít có thiết nào. Nhưng mà cái gì đó thì cuối cùng cũng được nghe tính kim ngôn của Đức Phật mà đắc quả. Tại vì cái ba la mật đã tạo như vậy rồi, tức là mình nguyện như thế nào thì nguyện đi nhanh hoặc đi ấy là tùy theo mỗi người. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, có cho con hỏi thêm, con thấy có nhiều vị thôi thưa ngài, thí dụ con nói nhân người ngoại quốc luôn, hoặc là những người không học giáo lý thì họ không có, họ làm phước nhưng mà họ không nguyện gì hết trơn, thì cái phước đó là phước gì thưa ngài? Dạ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ
Kính bạch Thế Tôn hiện dạ, kính thưa chư quý vị, không nguyện đồng nghĩa với nguyện mà có chủng tử luân hồi trong đó. Ví dụ mình nguyện kiếp sau mình làm gì đó là có chủng tử luân hồi, còn mình không nguyện thì cũng phải có kiếp sau, nhưng mà nó khác nhau giữa người nguyện với người không nguyện á. Người nguyện là có thể là kiếp sau nó khá hơn tùy theo cái phê thiện pháp mình làm, còn ngay cái người mà không nguyện đó cũng có thể ấy, cái kiếp sau đó cái thiện pháp mình làm nó cho nó không cho quả kịp mà cho quả phi thời nó. Thành ra mình nguyện là mình hướng dẫn cái quả của mình cho nhân, dầu là mình nguyện luân hồi hay không luân hồi nó. Mình không nguyện thì thường thường mình thành ra nó không có cho quả đúng như cái tác ý của mình, nghe tác ý do lời nguyện đó. Ví dụ như bây giờ cái ông mà có cái cơ sở là Amazon đó, ông giờ ông là người giàu nhất thế giới đó nha. Bây giờ mà ông mua lottery mà ông trúng khoảng chừng 100.000, ông đâu có vui vẻ gì đâu, thấy không? Đồ bỏ nha. Chứ còn mình mua lottery mình trúng 100.000 mình mừng không? Nó nguyện với ông nguyện nó khác nhau chỗ đó. Nó cho quả phi thời, cái tiền pháp nó cho quả phi thời là vậy đó. Cái lúc mình không cần nó cũng có thể là mình được hưởng, nhưng mà hưởng để làm gì? Không có lợi gì hết. Trong khi mình cần thì nó lại không có chỗ, tại vì mình không có cái lời nguyện để mình hướng dẫn cái quả của việc làm đó. Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy Xích Hà đã tri ân ngài ạ. Dạ con kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi, hay là quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp ạ. Dạ quý cô chú đừng có ngại là cái câu hỏi của mình nó tầm thường hay gì hết ạ. Tại vì những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ con kính mời. Dạ không biết là đạo tràng có câu hỏi không ạ? Con kính mời ạ. Dạ trong room con thấy cũng rất là đông, chỉ mỗi người một câu là đạo tràng sẽ sinh động ạ. Dạ Xích Hà có câu hỏi cứ việc hỏi nha, đừng có ngại. Sa thú bàn tay của Xích Hà. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Kha. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ Trí Tôn Đức Tăng Ni và đạo tràng. Dạ thưa ngài, con có thấy ngài Trí Đức thường khi mở room và khi đọc kinh đến phần chúc phúc, con thấy ngài hay chúc phúc cái bài kinh Anantari Giá Cha Ga Tha, thì cái bài kinh An Lành, thì con muốn thắc mắc hỏi là con đọc cái bài kinh đó dịch qua tiếng Việt thì con thấy là hay, rất là hay, mà con thắc mắc là cái nguyên nhân gì mà có cái bài kinh này, và cái bài kinh này Đức Phật tán thán cái bài kinh này đọc cho đối tượng là ai. Và con kính trao mít lại cho ngài, con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Hỏi khơi khơi, chúng tôi có biết bài kinh đó là bài kinh gì đâu, kinh cả đống mà. Có những bài phải nói tên con đi kiếm xong chứ còn không hỏi tới đường đâu. Thường thường có những cái bài đó là không phải là Đức Phật nói ra, mà do các đệ tử ông Trần Quật người đời sau thì viết ra. Thì cái chuyện đó nó không có hẳn là cái gì cũng là của Đức Phật. Nên nhớ là quý vị muốn biết cái nào là của Đức Phật thì quý vị lật tham ô, lật tâm tạng ra coi nó có nằm trong tâm tạng hay không thì mới biết là của Đức Phật. Còn ngoài ra không nằm trong tâm tạng thì có thể của các vị về sau nói ra, chứ không phải là còn của Đức Phật. Nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy là Xích Hà để cái tên là Antari Giá Cá Gà Thá. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít.
Nam mô Bổn Sư Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, ngày mai ngài cả cái phút chúc thì hỏi ngài đi chứ hỏi chúng tôi chi. Chúng tôi nhiều cái bài mà trên phút chúc này thì chúng tôi không có thấu gây tới cái danh sự của nó đâu. Thành ra hỏi cũng nhiều khi nói là cái nó thật. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, và con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể đạo tràng. Sa thú Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa đến với đạo tràng. Và con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời những câu hỏi. Và con đã thấy câu hỏi của đạo hữu Hạnh Kiểm. Con hy vọng con đọc trúng ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi. Dạ thưa sư, con biết đến Tam Bảo gần 4 năm. Từ chưa biết Tam Bảo đến nay, con vẫn nguyện trong luân hồi xin có đủ điều kiện được gặp Hiền Tăng Minh Sư, được phụng sự Tam Bảo để học đúng chánh pháp cho đến khi hết luân hồi. Vậy nguyện này có sanh quả không ạ? Con thành kính tri ân ngài lắm. Dạ cảm ơn đạo hữu. Dạ cảm ơn đạo hữu Hạnh Kiểm đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị. Thật sự là có những cái lời nguyện này nó không bao giờ nó thành tựu cả, bởi vì mình không biết cái lời mình nguyện đó là nguyện để làm gì. Mình muốn gặp Hiền Tăng Minh Sư thế nào thì Hiền Tăng thế nào là Minh Sư mình có biết được hay không mà mình nhưng mà khi mình nguyện cái điều mình không biết, giống như mình nguyện đi tới giống như người đời đó, người đời muốn đi về hướng Bắc, từ từ thì nhìn sao bắt đầu, nên nhớ mình nhìn sao bắt đầu để mình đi về hướng Bắc. Mà mình không biết sao bắt đầu là đâu thì mình đi về hướng Bắc nó đã sai rồi. Mà nếu mình nhìn về sao bắt đầu, mình nguyện để đi đến sao bắt đầu thì nó lại càng sai xa nữa. Thành ra khi mình nguyện cái điều gì phải biết chắc chắn nó là cái gì, phải biết chắc chắn nó là cái gì mới được. Và phải biết cái lời nguyện của mình đó, nó cần một cái số nhân duyên như thế nào để được mình đi được tới đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn hành cho tới tận diệt phiền não đi, thì tối thiểu nhất mình phải biết tứ niệm xứ, tứ tánh cần, tứ như túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, rồi mới tới bát thánh đạo, rồi mới có thể được cái gì. Bây giờ mình không biết cái đó là cái gì mà mình nguyện chấm dứt phiền não thì chẳng bao giờ chấm dứt phiền não cả. Bởi vì cái điều kiện mà để đi tới chấm dứt phiền não nó mình phải biết nó là cái gì, mà hành nó như thế nào, muốn làm sao để biết nó và để hành nó để cho nó có năng lực. Còn giờ mình không biết gì hết như không. Thành đã về nghiên cứu lại Hiền Tăng Minh Sư là gì, chánh pháp là gì đó. Thì mình cái đó rồi mình mới nguyện được chứ, mới dùng cái nó mà muốn đi tới đó thì phải đi con đoạn đường như thế nào thì mình làm được, rồi mình nhờ vào cái những cái điều kiện đó mình mới nguyện thì mai ra đi tới. Còn nếu không mình ngồi nguyện không này thì làm sao ấy được. Nguyện cho tôi trúng số độc đắc mà không bao giờ mua vé số rồi thôi chứ nguyện sẽ được. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là đạo hữu Hạnh Kiểm còn thắc mắc gì nữa không ạ? À? Dạ con kính mời ạ. À. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con kính mời đạo tràng cùng tiếp. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thầy Gia. Dạ con không biết đạo tràng có nghe không mà chắc là cô Nguyên Trang bị rớt mic rồi. Dạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ thưa sư, con có câu hỏi như thế này.
trong cái mà con có học một ít về cái phần thập nhị nhân duyên thì con nghe mấy sư giảng về vô minh duyên hành, hành duyên thức, rồi danh sắc lục nghiệp, xúc thọ ái, thủ hữu, rồi là nó như là 12 cái mắt xích mà nó nối liền với nhau như vậy đó sư. Thì có những cái điểm nào trong cái 12 cái mắt xích này giống như là cái weak link, cái điểm mà yếu để mình có thể mình thay đổi bằng cái đời sống tu tập hàng ngày của mình, chẳng hạn như là vô minh thì ngay mình có thể mình thay đổi ngay cái chỗ đó, mình có thể có những cái cải chánh tri kiến để cho nó có thể có những cái điều tiếp theo nó được tốt hơn. Giống như là mình gài cái hộp nút đầu tiên mà nó trúng rồi thì những cái hộp nút sau thì nó đi theo thì nó sẽ được thẳng hàng. Hay là ngay cái từ chỗ mà từ ái duyên qua cho thủ thì mình buông đi những cái chuyện mà mình có hoặc là mình dính mắc như vậy á, thì cái nào là nó đúng hơn. Con có thể xin sư giảng rõ cái hai cái điểm đó giùm con ạ. Dạ con cảm ơn sư. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Nghệ Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, muốn hiểu được thập nhị duyên khởi thì phải học hết tâm, tâm sở, sắc. Còn nếu mà không học hiểu rành rẽ ba cái pháp đó, tâm, tâm sở, sắc đó, không bao giờ hiểu được thập nhị duyên khởi cả. Thường thường mình nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, mình tưởng nó đi hàng dọc từ đó, không phải. Mình nhớ chuyện đó không phải. Không phải, bởi vì bây giờ đó nếu mình học đàng hoàng đó, mình biết trong cái tâm tham thứ nhất đó, nó có vô minh không, nó có hành không đó, rồi nó có thức không. Nếu mình không hiểu những cái đó thì mình làm sao mình biết được. Bởi vì mình nói duyên khởi đó, 12 cái nhân duyên đó là trong tất cả các điều kiện đó, nó có thể nó có ít nhất là 7 thành phần, mà nhiều nhất á là 12 thành phần đó. Mà trong một cái tâm nó vẫn có thể có đủ chứ không phải không. Mình nhớ chuyện đó. Nó vẫn có thể nó đủ cả 12 cái loại đó. Có những cái loại tâm thì nó không đủ, ví dụ như cái tâm ngũ trọng tức á thì nó không khoảng có 7 cái thôi chứ nó không có đủ. Nó không có đủ 12 chi, nó khoảng có 7 chi thôi. Mình nhớ cái chuyện đó, mình đâu học cái này là mới tìm nó được. Ha? Ví dụ như trong một cái tâm tham thứ nhất, vô minh duyên hành, nó gọi là đồng sanh. Nhưng mà nếu mà vô minh duyên hành mà cái hành đó nó nằm ở trong tâm thiện thứ nhất, thì cái đó nó không phải là đồng sanh nữa. Nhưng mà cái nó là lại là cái duyên khác liền. Ha? Thì nó muốn học cái đó là phải hiểu tâm, tâm sở, ý sắc cho nó rõ ràng. Rồi mới hiểu được cái duyên khởi duyên hệ là như thế nào. Còn nếu có thì không bao giờ hiểu được cái đó cả. Nhớ chuyện đó. Trong duyên khởi, nhân sanh trước duyên, duyên nhân sanh trước quả, hoặc là nhân đồng sanh với quả, có hai chuyện để bàn. Còn nếu mà trong duyên hệ đó, nhân quả đồng sanh cũng có, nhân sanh trước quả cũng có, nhân sanh sau quả cũng có. Nên nhớ chuyện đó. Làm ra đó là những cái mà mình phải biết để mình mới có thể mình hiểu được cái duyên khởi là như thế nào, duyên hệ là như thế nào. Chứ còn bây giờ mình chưa hiểu được tâm, tâm sở, ý sắc rồi đó, đừng bao giờ nghĩ tới mấy cái chuyện đó đó. Nào chơi chơi vui chứ không bao giờ biết nó là cái gì cả. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy huynh Giang Nhất Hạ, sa thú ạ. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của huynh. Dạ con nghe ngài nói rất là hoan hỷ, nhưng mà làm sao mà mình hiểu được vậy sư? Tại vì ngài tại vì mỗi vị nhiều khi dạ thôi để con đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp ạ. Kính thưa sư, trong bốn tâm sở xúc thọ tưởng tư, có phải xúc thọ tưởng là quả luân hồi, còn tư mới tạo nhân luân hồi, tâm sở tác ý thuộc nhân hay quả thưa sư?
Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng bích lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Giống như chúng tôi nói nãy đó, mình dựa vào cái một cái tâm sở, một cái tâm nó có bao nhiêu tâm sở rồi mình sẽ biết cái nào nó là nhân, cái nào nó là quả. Nhưng mà đó, cái đó là nhân quả đồng sanh. Nhưng mà nếu mình nhìn trong một cái cụm lỗ trên tâm đi, thì nhân quả nó có thể là nó ngược lại chứ nó không có đồng sanh, giống như trong một tâm. Thành ra tâm sở ấy có thể nhân, có thể quả, tùy theo những cái trên này nó nằm ở chỗ nào. còn bây giờ mà hỏi vậy, hỏi mà không có chỉ chỗ nào thì chúng tôi cũng biết đường đâu trả lời. Nhớ chuyện đó. Bởi vì nó nhiều chuyện trong đó lắm chứ nó không phải dễ như mình đâu. Bởi vì nó nhớ, nếu mà nó dễ giống như mình nghĩ đó, thì chúng ta có lẽ không có ngồi đây bàn nữa. Mà chúng ta ngồi chắc ở đâu trong rừng mà ngồi thọ hưởng cái quả là cái gì cao siêu lắm rồi, chứ không có thấy được đâu ha. Nhưng mà thường mình cũng động từ trên dưới, từ xuống qua này kia xong đó, nên là mình không có ấy. Bây giờ huynh tu học Phật pháp nào muốn biết hay vô trong cái phẩm thứ hai của Di Diệu Pháp đó. Đó coi về cái phần mà duyên khởi này nè, duyên khởi thôi nha, chứ đừng coi duyên hại cùng chánh nữa. Giờ thấy đồng hồ mình không biết mình ở đâu, mình tưởng đâu mình ngồi ở đâu chứ không, mình không biết mình ở đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, đã con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình, con có thể và con sẽ đọc câu hỏi, hay là quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. Dạ con thấy, dạ con không biết là, dạ con kính mời mọi người ạ. Dạ không biết cô Meta có câu hỏi không ạ. Con, dạ con kính mời đạo tràng, kính mời những bàn tay xinh đẹp. Dạ con thấy có câu hỏi tiếp của đạo hữu tu học Phật pháp. Tâm sở si là chi pháp của vô minh, nhưng giữa si và vô minh có sự khác nhau như thế nào thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa quý vị. Si vô minh nó khác nhau cái tên, nhưng mà chi pháp nó thì nó không có khác. Nhưng mà khi mà nói tới chi pháp thì phải nói cái sự sử dụng của cái ngôn từ này, nó tùy theo nó nằm ở đâu. Có những chỗ mà nó nằm nó mình gọi là si, nhưng có những chỗ nó là vô minh, cái tên nó là vô minh, nhưng mà chi pháp nó là một. Thành ra nó khác nhau là cái tên nó khác, tại vì cái chỗ đứng của nó là tùy theo chỗ đó như thế nào. Thì có thể trong bài pháp này Đức Phật dùng cái chữ si như chỗ khác là vô minh. Thành ra phải dựa vào những cái chỗ đó để mình biết si vô minh lúc đó nó làm nhiệm vụ gì và nó có nghĩa như thế nào. Chứ còn nếu mà hỏi như vậy rồi không có chỉ cái chỗ mà để biết nó như thế nào thì nhiều khi mình cũng biết đường đâu mà trả lời. Ở đây xin nói ngoài đề chút. Có người tới đây hỏi chúng tôi cái vụ mà ngài Bậc A Na Hàm á. Chúng tôi không biết họ học ở đâu thì chúng tôi không biết. Thì chúng tôi xin được trả lời cái Bậc A Na Hàm á, tức là cái vị tam quả đó. Cái người nào mà muốn sanh về cái cõi tịnh cư đó, nó có ba điều kiện.
Thứ nhất phải là bậc tam quả, thứ hai phải đắc ngũ thiền, thứ ba phải có năm quyền mạnh, mà nhớ năm quyền mạnh mới được sanh về ngũ tịnh cư. Còn cái bậc tam quả mà đắc ngũ thiền mà năm quyền không có mạnh đó, thì được sanh về cõi quảng quả. Quý vị cứ vô trong cái bản mà về 31 cảnh giới đó, thấy cái cõi quảng quả bên phải bên trái là cái cõi sanh giá thơ sạp tạp phung đó, rồi phía trên là năm cái kia. Thì nên nhớ muốn sanh về năm cái đó đó, thứ nhất là phải bậc tam quả, thứ hai phải đắc ngũ thiền, và thứ ba là phải có năm quyền mạnh. Còn nếu mà năm quyền không mạnh đó, thì được sanh về cõi quảng quả mà thôi. Chúng tôi không biết quý vị học ở đâu à, thì có hôm qua có cái vị đó hồi sáng này chứ, quý vị đã tới đây hỏi chúng tôi, chúng tôi xin được trả lời vắn tắt như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Và hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ con kính mời. Dạ con thấy đạo tràng rất là đông. Mỗi cô chú chỉ một câu hỏi thôi ạ. Mỗi người một câu hỏi là đạo tràng sẽ rất là sống động ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Không coi có bàn tay. Sao mà đạo tràng hôm nay im lặng quá. Dạ. Sa thú xích hà. Dạ Nguyên Trang kính gửi mít lại cho xích nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Vĩ Phong. Và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, cho con hỏi câu hỏi là trong con thấy trong kinh á, tiếng Việt mà kinh Nhật Tụng đó, thưa ngài, con thấy có những cái phần nói là khi mà chia quả phước hay hồi hướng đó, con thấy có cái phần hồi hướng cho chư Diêm Vương, mà con thấy trong kinh Bali mà dịch ra thì con thấy cái phần đó tiếng Việt, nhưng mà con thấy cái bản kinh chính trong Bali lại con không thấy. Thành ra con cũng hơi thắc mắc là tại sao. Dạ con kính trang mít lại cho ngài chỉ giảng à. Dạ con kính trang. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra cái bài kinh hồi hướng chư thiên đó thì nó đã có ông Diêm Vương trong đó rồi. Nên nhớ quý vị, nên nhớ Diêm Vương là một cái vị chư thiên. Mà hỏi cỡ người trước khi sanh về cõi chư thiên đó, thì là việc ác cũng làm, việc thiện cũng làm. Ác thiện đều là việc nhẹ thôi, chứ không phải việc nặng. Việc nặng là đi xuống đi lên, chứ không phải đi ấy. Thành ra khi ông ta sanh về cõi tứ đại thiên vương đó, là trở thành cái vị chư thiên. Vậy khi nào mà cái nghề bác nó cho quả thì ông ta xuống đó, ông ta làm Diêm Vương. Còn cái thiện cho quả thì ông ta là ông ta cõi thiên, ông ta hướng lạc. Đó là vị chư thiên. Thành ra khi trong bài kinh mà hồi hướng Akasatha đó, tức là hồi hướng tất cả chư thiên đó, thì có cái vị đó gồm chung trong đó. Tức là tất cả chư thiên gồm chung đó hết, chứ không phải là ấy đâu. Có những cái vị mà có cảnh giới nó không có, nó không có ở một chỗ, giống như là chư thiên ở mấy cõi cao cao mà nó, khi mà ta hồi hướng chư thiên, ta hồi hướng mình muốn ấy thì phải nghiên cứu nó hiểu được, chứ còn nếu không mình không hiểu được. Quý vị đừng có nghĩ ông Diêm Vương mà ông đó là cái dân ở dưới. Không phải ông cũng là chư thiên đó, nhưng mà chư thiên cõi thấp thôi, cõi tứ đại thiên vương ta chắc không phải ấy đâu. Thì trong bài kinh hồi hướng nó có bài Akasatha đó, tức là hồi hướng nó chư thiên đó. Này nó coi trong đó thì thấy nó một thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con đã thấy Xích Hà Sa Thú, Sa Thú kính tri ân ngài. Kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, trong kinh Tứ Niệm Xứ, phần quán hơi thở vô ra dài ngắn có dạy: Sám Bú Đá Giá Quá Giá Thầm Ma Nupasi Qua Ca Yasmin Quý Há Rá Tí, sống quán tánh sanh diệt trên thân hơi thở. Khi niệm hơi thở và là vô hay ra, là dài hay ngắn, là đang biết trên chế định pháp, mà chế định pháp là do tưởng thì không thể có tướng sanh diệt. Vậy quán tánh sanh diệt trong câu kinh này phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Khi quý vị hành tứ niệm xứ mà quý vị thở vô dài, thở ra ngắn đó, cái đó không phải hơi thở dài hay thở ngắn. Nhưng mà dài ngắn là do cái niệm nó nằm trong cái lỗ trình tâm đó, nó ở trong cái hơi của mình lâu hay mau mà thôi. Đó. Thành ra quán tánh sanh diệt là quán tánh sanh diệt của cái niệm trong cái lỗ trình tâm đó, chứ không phải là quán cái hơi thở. Không phải coi hơi thở nó sanh hay nó diệt, không phải coi cái gì đó nó sanh gì không có. Mà nhớ đó, hơi thở dài ngắn là dựa vào cái sự có mặt của niệm trên hơi thở, chứ không phải là dựa vào hơi thở. Vậy nhớ cái chuyện đó. Thành ra cái niệm nó lâu thì cái đó là hơi thở dài, cái niệm mà ngắn nữa đó hơi ngắn thì quán tánh sanh diệt, tức là quán cái điều kiện của cái lỗ trình tâm mà có cái niệm mà nó đang biết hơi thở dài ngắn này, có cái niệm đó sanh diệt là sanh diệt cái đó, chứ không phải là hơi thở sanh diệt. Mà chế định pháp thì không có sanh diệt gì cả, mà dài ngắn thì không thể nào mình biết qua ở được, mà biết qua cái niệm nó nằm trên hơi thở lâu hay mau mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con nghĩ là, dạ con xin sám hối là cái có thể là đạo hữu hạnh kiểm đặt câu hỏi, nhưng mà con thấy một cái màn hình trắng thôi ạ, nên con không có đọc được. Và quý cô chú nào có thể, cô Nhật Quỳnh có thể post lại cho con đọc cho ngài không ạ? À? Dạ please. Dạ con không có thấy, có thể bấm lại. Dạ con nghĩ chắc đạo hữu tu học Phật pháp cũng kiến tri ân ngài. Dạ cảm ơn đạo hữu Ngọc Hân. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. À. Con kính sư dạy. Thưa sư, có từ cảnh tâm, con chưa hiểu cảnh tâm là gì và khi nào thì có cảnh tâm. Con kính xin sư giảng dạy, con thành kính tri ân sư ạ. À. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Bây giờ tâm là gì mà không biết thì làm sao biết cảnh của tâm được. Còn trong người mình đó, nó có hai phần thôi, danh sắc, danh là tâm với tâm sở, với sắc. Thì khi mà danh nó phát sanh thì nó có cảnh của tâm, hay cảnh tâm hay tâm cảnh gì em chồng nó tùy theo cái nơi đại dịch nha. Mà bây giờ phải học cái đó để mà hiểu mấy cái này được. Còn nếu mà không học mấy cái này thì ngồi nghe thì cũng không biết cái gì đâu, mà chúng tôi có giảng, tôi cũng không giảng tường tận được. Thì lý do là từ cái căn bản là tâm sở sắc mà đã không biết rồi thì làm sao mà có thể hiểu được những cái phần đó. Tâm sở nó có, với sắc nó có được là do cái thân này là nó nằm trong cái thân này nè. Khi nó có cái cảnh nào đó thì cái tâm nó lên nó đón nhận. Thì tùy theo cảnh, tùy theo cái tâm nữa. Không phải tâm nào nó cũng nhận được tất cả cái cảnh ha. Mà nó sanh diệt, nó thành từ những cái lộ trình tâm vậy đó. Nó có cảnh riêng, cảnh chung gì ông chồng đó.
Thành ra cái đó là bài học, chứ còn nếu mà không học mà nghe là câu hỏi cũng chúng tôi cũng biết được đâu trả lời, và câu hỏi cũng nhiều khi nó không có chính xác nữa. Thành ra thôi chịu khó ngồi nghe thôi nha. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, tại sao nói lời vô ích, phiến luận, không có lừa dối, không có gây hại cho ai mà cũng bị xem là ngữ ác hành? Ngữ ác hành có 4: 1 nói dối, 2 nói lời hung dữ, 3 nói lời đâm thọc, 4 nói lời vô ích, thưa sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con kính nhân quýt lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hè. Dạ thưa chư quý vị, nói lời vô ích nó không có hại cho ai, nhưng mà nó có hại cho người nói, vậy sao không có hại được? Nó không có hại cho người khác nhưng có hại cho người nói, bởi vì người nói cái lời vô ích. Nó thường thường á nói dối đó, mà người ta cứ quan niệm là nếu mà mình nói dối mà có hại cho người thì mới có tội, mấy cái này nọ. Không phải, cái lời nói nó ra nó có 3 chuyện: 1 có lợi cho người mà có hại cho mình, 2 là có hại có lợi cho mình mà có hại cho người, 3 là có hại cho cả hai. Lời nói đó đều là ngữ ác hành cả đó, chứ đừng có nói gì đó. Thành ra bây giờ mình nói lời vô ích. Nói lời vô ích có nghĩa là không có lợi ích cho ai hết á, cũng không lợi ích cho mình, thì cái đó là lời nói. Nó nằm trong cái lời nói dối chứ sao? Bởi vì nói dối có hại cho người. Bây giờ mình nói cái điều không có hại cho người thì mình gọi là nói gì? Nói lời vô ích thì nó vẫn là ngữ ác hành chứ, chứ đâu phải là không có ngữ hành được. Thành ra cái mình cứ thường thường nhiều người nói, mình thấy người ta vậy cái mình cứ nói hay là nói là không thật để cho người ta biết. Mình nói là cái này đâu có hại cho ai đâu, nhưng mà nó phải có hại cho mình chứ, làm sao không hại cho mình được. Nếu mà không hại cho mình thì Đức Phật đâu có dạy câu nếu mà không nói đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Thành ra cái lời nói mà vô ích, tức là mình nói không có hại cho ai cũng không nên nói. Không nên nói, thay vì nói lời đó thì nên giữ im lặng chứ không nên nói, bởi vì nó phải có hại cho mình. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. À, dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, kính tri ân sư. Dạ cảm ơn câu hỏi của huynh, của đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Trời, con nghe dài giảng cái này chắc bị chết chắc rồi ngài. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, vừa quan lâm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Thanh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chút xíu đi nha, chút xíu là lên hỏi tại sao chết chắc nha. Dạ bạch ngài, con vừa nghe có một người hỏi về di diệu pháp, thì con nhớ có một người hỏi con như thế này, con không biết trả lời như thế nào, và con cũng thỉnh ngài trả lời giùm cho con để con có thể trả lời cho người này. Người ta nói với con, người ta vô cái room mình à, người ta học di diệu pháp, di quân kinh, ta nói học cái gì mà nó khó quá trời là khó luôn, và học để làm gì? Dạ ngài làm ơn ngài chỉ dạy cho con tại sao học di diệu pháp nó khó ơi là nó khó, và nó khó vậy mà tại sao học để làm gì? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự nó phải khó, vì nếu mà nó không khó thì Đức Phật đâu có tốn 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp để tìm ra nó.
Nhưng nó phải khó chứ. Nên nhớ đó là thành quả của bốn thần kỳ trăm ngàn đại kiếp. Cái thứ hai, học để làm gì? Học để hành thiền minh sát. Quý vị nào muốn hành thiền minh sát mà không có học vi diệu pháp thì không thể hành thiền minh sát được. Bây giờ đó, có nhiều người nói là Đức Phật không có dạy gì về pháp khi mà hành thiền minh sát. Quý vị nên nhớ đó, bài kinh đầu tiên là bài Thâm Má Chật Cập và Quách Tân Á Xuân Tạ đó. Đức Phật đã giảng gì về pháp trong đó mà quý vị không nghe, mình nghe mà không có hiểu thôi. Nên nhớ chuyện đó. Chỉ có giữa tôn giả Côn Đình Nhà, Côn Đình Nhá mà hiểu mà thôi. Thì giảng gì pháp lúc nào? Chấm dứt cái câu nói về khổ đế, Đức Phật dạy cái gì? Bên chục ba tha nắc khảnh tha thúc khả. Cái sự ngã chấp trong ngũ uẩn là khổ. Bây giờ nếu nói ngài không dạy gì pháp thì cái ngũ uẩn chỗ đó nó nằm đó, ngài dạy hồi nào, dạy ở đâu? Bài pháp đầu tiên mà ngài dạy liền trong lúc đó không thấy à? Nghĩa là ngài Đức Phật dạy di pháp ở cõi này nè, chứ không cõi nào cả. Điều mình nói cho nó hoài là mình cứ nói là ngài dạy cung trời, ngài dạy với cõi này nè. Đó là chứng minh cho thấy là nếu mà không học thì đừng có hy vọng. Còn quý vị còn giống như là các ngài, như ngài Sở Đi Bồ Tát hay ngày này ngày nọ, nghe xong rất liền, đâu có học di pháp đâu. Ngài học nhiều kiếp về trước rồi, kiếp này là cái kiếp ngài tạo là bậc đã cả trăm ngàn a tăng kỳ chứ đâu có ít đâu quý vị, mà nói không học cho được. Bởi vì ngài nghe câu dê thâm ma hệ tụ và hô qua là ngài hiểu liền. Dê thâm ma là khổ đế, hệ tụ và hô qua tức là có nhân là tập đế đó, mình phải hiểu chuyện đó chứ. Còn nếu mình nói mình không hiểu là rất là nguy hiểm ha. Bởi vì tại sao chúng tôi dịch nó vắn tắt về? Bởi vì lý do hiểu cái câu đó là của ngài A Sa Chí tóm tắt bài kinh đó bằng bốn câu mà thôi, là nói về tứ diệu đế. Thành ra đó là phải học gì pháp là như vậy. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thủ lành thai, dạ con thành kính lãnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, ngài đã giảng dạy rõ, con có thể trả lời với người ta. Nhưng đối với bản thân con cũng mở ra một chút về cái hiểu mình tại sao học gì diệu pháp. Con rất là tri ân ngài. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay và có những câu chết chát. Có Nguyên Trang sẵn sàng. Dạ, rồi Nguyên Trang nói cái vụ mà nói chết chát đi. Nếu mà chưa có ai hỏi đâu, Nguyên Trang hỏi đi. Rồi để có thể mình làm sao để ngăn ngừa. Mời Nguyên Trang nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa ngài, hồi nãy con nghe ngài giảng dạy câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp đó ngài. Thì khi mà con nghe ngài nói như vậy đó ngài, là con thấy là chắc cái nào mình nói cái gì mình cũng tiêu hết rồi ngài. Tại vì ví dụ như trong ngoài đời mình vậy thì mình hay nói, mình cũng hay tám tám nè, rồi nhiều khi mình nói chuyện đạo rồi mình cũng chia sẻ Phật Pháp, nhưng một hồi mình cũng lạng qua cái vấn đề khác rồi ngài. Con thấy vậy giống như là bây giờ tốt nhất là mình đừng có nói và chỉ là học rồi hành thiền thôi ngài. Ngài con không biết con nghĩ vậy đúng không ngài, mà con thấy cái mà sao vô chi pháp đó ngài, cái nào nó sao cũng là bị vô bất thiện hết ngài. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tông. Dạ kính thưa chư quý vị, Đức Phật đã dạy rồi, chư đang gặp nhau nếu không nói đúng lời đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Quý vị biết tại sao có chữ im lặng như bậc thánh không? Chúng tôi coi trong chú giải, im lặng như bậc thánh có nghĩa là bậc thánh không có ngồi yên. Ngài không có chuyện gì thì ngài nhập thiền.
Chứ không có ngồi yên như mình. Bởi vì mình ngồi yên mình vẫn suy nghĩ tầm bậy. Vì nên nhớ cái chuyện đó. Thành ra khi mà nhập thiền là nó có đối tượng riêng của thiền. Thành ra ngày yên nghĩa là ngồi yên như không nói được lời đúng theo chánh pháp thì ngồi im lặng như bậc thánh là vậy. Nên, tức là mình phải có một cái đối tượng nào mà nó rất là chắc chắn mới được. Chứ còn nếu mà mình ngồi im cái kiểu mình ngồi im im cái vẫn nghĩ tầm bậy tầm bạ, chứ người nào mà phàm nhân mà ngồi im mà không nghĩ tầm bậy tầm bạ dám vỗ ngực đưa tay lên nghe chúng coi thử cỡ nào nào. Với cái tâm mình nó mới nói chứ mình ngồi im cái tâm mình nó cũng tào lao chứ làm sao mà nó ngon lành được đó. Thành ra chỉ em thằng như Phật Thánh là cái gì đó đang nhập thiền đó. Chứ không phải là ngồi yên như mình ôi Đức Phật không cho nó không đúng theo pháp đó, mình ngồi yên đi, ngồi yên nhưng mà cái miệng không nói nhưng cái tâm vẫn nói như thường. Mà nói tầm bậy nữa không phải là nói đúng nữa, thấy không đó. Thành ra dĩ nhiên là phạm nhân là khó chứ không khó, nếu là phạm nhân là ngon đâu có được. Thánh nhân mới ngon, ra ráng tu tập đi gặp Phật pháp thì chúng tôi nói mình học càng nhiều càng tốt, dầu rằng con có thể không đắc được gì nhưng mà ít nhất đó mình học càng nhiều càng tốt để kiếp sau mình gặp mình đậu ít lại, mình còn cơ hội cuối cùng đó là cái vị Maitreya giá xuống đó. Mình không được học tới chừng cái vị đó xuống nói gì mình cũng ngó lên trời đếm sao hết rồi chết, phải chờ bao nhiêu lâu nữa chứ đâu phải giỡn đâu. Cái gì nên nhớ là bởi vì cái ngày đó xuống rồi thì ngày đó thuyết pháp xong là chúng sanh thành đạo rồi là trái đất này có nguy cơ là nổ tan đã. Thành ra khi mà nổ rồi là mình không biết dân đi đâu quá ngăn. Nói cho bữa trước á, mình ráng học đi, ít nhiều mới học, học càng nhiều càng tốt, học càng nhiều càng tốt, học để đó cái nào hiểu hay không hiểu ráng học thuộc lòng để đó, giống như là 500 con dơi mà ở trong cái động mà có mấy tỳ kheo tối về là cái hai tụng Kusala Thamma, Kusala Thamma đó, nghe vậy mà nghe riết mà thấm vô trong ấy tới chừng chết sanh về cõi trời, tới sanh xuống là người tam nhân đó, là 500 vị học cái gì pháp đầu tiên với ngài Sariputta đó. Nó là ráng ít nhất mình phải nhớ, ít nhất cũng không nhớ được gì phải nhớ Bali cho nó đầy đủ à, kiếp sau có chỗ xài. Chứ không phải là muốn chờ tới đó rồi mới học. Thưa quý vị, quá trễ, thời gian nó nhanh lắm. Thành ra học trước, hiểu hay không hiểu ráng học cho nhiều, càng nhiều càng tốt, tới đó sẽ có việc mà xài. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú con kính tri ân những lời giảng dạy của ngài ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, có bốn tâm tham không hợp tà kiến. Vậy khi vắng mặt tà kiến thì lúc đó có mặt của trí trong bốn tâm tham đó hay không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn miền, dạ kính thưa thưa quý vị. Nó không có tà kiến nhưng mà có thể là nó có ngã mạn hay là có những cái pháp khác ác khác. Bởi vì tám tâm tham đó, nếu mà quý vị nào ở đây đa số học rồi đó. Tâm tham thứ nhất là 19, tâm tham thứ hai 21. Tâm tham thứ ba 18, 19, 21, 18, 20 nó từ tà kiến là còn có thể tới 18 nhưng mà chưa chắc. Thì 18 đó là gì? 8 đó là đa số là các tâm sở bất thiện. Quý vị nhớ đa số là tâm sở bất thiện thì làm gì mà có trí vô đó được. Không thể nào mà trí mà chen ở được hết á. Bởi 12 cái tâm ở trên là không có đường nào mà trí mà chen vô được hết.
Thành ra nếu mà không có tà kiến thì cũng có thể có ngã mạn, mà nếu không có ngã mạn thì cũng không thể có trí vô trong đó được. Đó. Bởi vì trong 14 cái tâm, 12 cái tâm bất thiện đó, có 14 cái tâm sở tà kiến đó, đi theo trong đó, thì làm gì mà có được cái tâm sở trí giờ lên được. Thành ra nó không thể nào mà nó có cái tâm tốt nào để vô đó được đó. Nhưng mà nó có những cái tâm tâm sở ba phải thôi. Thế là 13 cái tâm sở ba phải đó. Lúc thích thì nó đi theo ác pháp, lúc buồn buồn thì nó đi theo thiện pháp. Đó. Lúc vui vui đi theo ác pháp đó. Đó. 13 cái tâm sở đó. Mà 13 cái tâm sở đó thì quý vị thấy 13 tâm sở ở trên đó. Vì thế học tâm sở của bà nhóm 13 tâm sở ở trên này tới 14 ta tâm sở bất thiện, rồi tới ở dưới là 25 tâm sở tinh hảo đó. Thì 13 cái tâm sở ở trên nó có lúc là nó theo ác, có lúc là nó theo thiện. Nhưng mà khi nó ác thì nó vẫn có 11 trong nhiều trong 14 cái tâm sở đó, tâm sở bất thiện nó ở trong đó, thì làm sao mà có trí trong đó được. Không thể nào có được cả. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học, kính tri ân ngài ạ. À. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình, con sẽ đọc câu hỏi. Hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. À. Dạ con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. À. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, giảng người Phật tử phải có đức tin như thế nào mới xứng gọi là chánh tín? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giả kinh bạch thiệt tôn giả kinh thưa cho quý vị. Thích nhân phải hành hành 37 phẩm trời đạo cho tới ngũ quyền. Ngũ quyền ngũ lực lúc đó mới bắt đầu có chánh tín. Nhưng mà chánh tín cái đó nó cũng có gì bảo đảm á, thật sự không có gì bảo đảm đó. Bởi vì mình khi nào mình rời cái đó rồi đó, mình rời cái tâm sở tinh tấn mà nó không còn ở trong tứ chánh căn nữa, là chắc chắn là mình rơi vào ác pháp liền, thì không còn chánh tín được. Hay là chánh tín nó phải nhờ cái tâm sở tinh tấn mà nó đang ở trong cái những cái nhiệm vụ của cái tứ chánh căn, tức là nó đang nó canh canh ác pháp mà làm cho thiện pháp chưa phát sanh rồi làm cái chuyện mà thiện pháp nó phát sanh có năng lực nhiều hơn đó. Thì lúc đó cái tính tấn niệm định này kiêm sùng nó mới có khả năng mà. Chứ còn nếu mà thì trong lúc đó mình còn có thể gọi là có chánh tín thôi, chứ còn nếu mà ra khỏi cái những cái đối tượng của 37 phẩm trợ đạo thì chưa chắc không thể nào ấy được. Người mà có chánh tín thường thường người đó phải là bậc thánh, bậc sơ quả trở lên. Còn mình có chánh tín trong một vài cái trường hợp mình đang ở trong những cái pháp hành như vậy đó, thì cái đức tin của mình nó không mạnh để gọi là chánh tín được. Nhưng mà nó chỉ trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi, bởi vì đâu có phạm nhân mình mà đâu có ai mà ngồi để giữ cái tâm thiện ở lâu dài được đâu. Bình thường mà trong ngày mình cái tâm ác nó nhiều đó. Bởi vì trong ngày của mình á, cái tâm ác nó phát sanh tới 14 loại, còn tâm thiện nó phát sanh với mình á, mình nói 8 loại nhưng mà thật sự nó chỉ phát sanh có 4 loại mà thôi. Tức là tâm thiện ly tí chứ là không phải là tâm thiện hợp lý đâu. Thấy không? Mà trong khi 14 cái tâm ác pháp nó phát sanh đủ chứ nó không có nhường ai đó. Đó. Nói cái đó không mà biết rồi mình làm sao mình có năng lực gì mà được gọi là ngon lành được đâu. Tối nay ngồi kiểm lại từ sáng tới chiều tới vì làm giường như sắp nhắm mắt ngủ đó, ác pháp nhiều hay là thiện pháp nhiều là biết liền gì đâu, biết mình có khả năng gọi là có chánh tín chưa. Chắc chắn là chưa. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy tu đạo hữu tu học Phật pháp kính tri ân sư. Dạ con nghe câu trả lời của ngài sao con nghe nó buồn quá, cái sao cái nào nó cũng mình cũng dởm hết ngài. Dạ con thấy bàn tay của Xích Hà. Dạ con Nguyên Trang kính mời Xích Hà. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức và con chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, ngài vừa mới giảng về cái phần 14 tâm bất thiện và tâm tịnh hảo. Dạ con thấy trên bản niêu á thưa ngài thì con có thấy ở tâm sở đứng hành con thấy có niệm là sati, thì hễ nếu mà mình có thể hiểu là hễ khi mình thất niệm thì hầu như cái 14 tâm bất thiện nó sanh khởi, mà hễ có niệm thì cái 21 tâm sở tịnh hảo có cơ hội phát triển. Vậy hiểu như vậy có đúng không thưa ngài? Dạ con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư vị. Bởi vậy Đức Phật liền chư tăng là không có nên dễ vui đó, vậy đó là phải có niệm, nên có niệm. Nhưng mà có niệm không chưa đủ, nó phải ở trong một số đối tượng của thiền. Chứ còn nếu mà có niệm không thì làm quản là nó lại xuống ác pháp nữa chứ không ở lâu được. Bởi vì niệm nó phát sinh nó có điều kiện, nó không thể khơi khơi được. Không thể khơi khơi giống như mấy tâm sở khác nè. Thường thường Đức Phật cứ dạy chư tăng ngày hai lần là không nên dễ vui á. Abhamma de na phikkhave sambha de tha đó, là không nên dễ vui. Nhưng mà thường là mình dịch không nên dễ vui, nên dễ vui trong cái giải giải thích cái câu đó là phải ở trong cái thiền tứ niệm xứ, nghĩa là tối thiểu, nghĩa là khi nào mình hành thiền tứ niệm xứ mới được gọi là người có niệm, không dễ vui thôi, chứ còn khơi khơi vậy là khó lắm, bởi vì nó đâu có giữ lâu được, vì nó nhớ nó không giữ lâu được. Ẹo ẹo lại cái là nó thành ác pháp liền. Giống như chúng tôi nói rồi đó, ẹo ẹo lại thành ác pháp liền. Bây giờ không tin người cái đếm đi, đếm biết liền gì đâu. Chứ còn nếu mà mình dễ vui là mình coi chừng á, nó ăn gỏi mình á. 12 cái tâm, 14 cái tâm, 12 cái tâm bất thiện trên như 4 tâm sở đó, nó ăn gỏi mình á. Chứ không đừng có nghĩ nó là cái mấy cái tên tào lao nha, nó có năng lực ghê lắm á, chứ đừng có giận. Bởi vì chúng tôi thí dụ hoài mà quý vị không chịu nghe, quý vị đi ngang cái chùa nghe mấy ông sư đang giảng pháp hay đọc kinh, quý vị ít có khi nào đi vô lắm, để mà phải đi công chuyện cho xong đó. Nhưng mà đi ngang chợ mà nghe hai cái cô ẹo ẹo qua chỉ mặt với nhau mà nói những danh từ mà nếu bằng hạng bét trong xã hội đó, quý vị đứng nghe say mê luôn thì biết cái tâm quý vị mình ác ác hay thiện à, gì đấy coi, nghe xong rồi còn nhớ nữa chứ, chưa từng thấy luôn, nghe xong còn nhớ. Rồi về nhà trên đường đi về mà thấy ai đứng lại kể cho người ta nghe, ta chỉ chỏ múa men còn hay hơn hai cái bà nãy nữa. Thành ra mình người mình á, cái gì chứ học cái ác nó học nhanh lắm, còn học cái thiện vô học có mấy tâm với hai ba tâm sở gì đâu mà học hoài quên hoài, chưa học đó là bộ quên rồi. Nhưng mà học mấy cái chuyện tào lao nhanh lắm, về xét lại coi phải không, phải thì ráng đi ngược lại đi, chứ đừng có đi chung theo cái chiều đó, không có nên. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Xích Hà đâu mất tiêu rồi. Dạ
con thấy bàn tay của Xích Hà. Dạ huynh, dạ đạo hữu tu học Phật pháp, dạ xin chờ chút xíu ạ, để cho Xích Hà trả lời đặt lỗ đặt hết câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Kính mong đạo hữu hoan hỷ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ dạ con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, ngài cho con hỏi thêm ạ. Dạ thì con thấy trong cái tâm 12 tâm bất thiện đó thưa ngài, con thấy có vũ giận, thì theo con học á thì Đức Phật nói là khi mà cái tâm bất thiện thì mình dùng hữu dẫn thì nó nhẹ tội hơn một chút, còn tâm thiện thì mình phải dùng tâm vô dẫn. Thì con có thắc mắc là có cái do nhân nào mà chúng sanh thường hay làm tâm bất thiện với vô dẫn hay hữu dẫn, mà và với cái nhân nào mà chúng sanh làm việc thiện với tâm vô dẫn và hữu dẫn. Dạ con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái mà điều mà kiện mà nhà mình dịch thì mình nói là nhắc nhở để cho nó cái tâm đó nó phát sanh như thế nào đó, để nó có cái điều kiện nó thành vô trợ hữu trợ đó. Cái chữ đó là bài vô khá nha. Thì bài vô khá nó có ba lợi: quá chi bài vô khá, rồi má nô bài vô khá, thì là ca giá bài vô khá. Thì bài vô khá đen thường mình nói là nhắc nhở hay là xúi dục. Xúi dục đối với bằng khẩu, bằng thân và bằng ý đó. Thì đối với người ngoài đó thì có hai cái nó làm cho mình cái tâm của mình đó, nó thành vô hay là có giúp hay là vô, có giúp đỡ hay vô không có giúp đỡ, hay là mà thường mấy danh từ dịch vô trợ hỗ trợ đó là do người khác, do thân người khác hay cái mẹ người khác nói. Nhưng mà chính cá nhân mình thì nó lại có ba chuyện, đủ cả ba, do thân khẩu ý nữa. Vậy cái ý của mình đó, cái tâm đó nó đáng lẽ nó phát sanh, nó diệt cái mình nghĩ cái gì đó nó làm nó lại tiếp tục, nó phát sanh tiếp tục, mà nó phát sanh nhiều cái lộ như vậy đó thì mình gọi là hỗ trợ, tức là có sự giúp đỡ bằng thân, mà bằng thân bằng ý gì đó tùy theo. Thì thường thường nó sẽ giúp đỡ từ mình chứ không phải từ ai đó. Ví dụ mình về nhớ hồi chiều tối nay quý vị ngồi nhớ chiều cái gì đó, mình nhớ có người đó sợ sao mà họ hỏi chuyện tào lao thì là mình cái tâm mình nó hữu trợ liền, là chính do cái ý của mình suy nghĩ cái đó. À, còn nếu mà nó không có nhân duyên đó thì lại vô trợ, là nó do những cái điều kiện như vậy chứ không phải là ai tạo cho mình, nó chính mình tạo ra không có, người khác tạo ra không có. Thành ra nhiều khi cái tâm nó phát sinh nhiều lần hay ít lần đó là do người khác, có hai phần, do người ta nói ra nó vô, hoặc là do cái thân của người ta quýt thấy nhún nhảy gì đó. Nhưng mà do mình thì cả ba, mình suy nghĩ lại cái điều đó, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nó không làm cho cái những cái lộ trình tâm của mình nó lặp đi lặp lại. Thành ra có ba chuyện là như vậy đó. Thành ra cái đó là do mình hoặc do người đều có hết, chứ không phải là thành ra cái lộ tâm nó mới phát sanh thành những cái chiều hướng vậy, là do cả người cả trong ở ngoài là vậy đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy á, con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, vậy thì nếu như mình con theo con hiểu thì chắc là sai. Vậy thì nếu vậy thì tâm hữu dẫn hay vô dẫn nó không phải là do căn cơ những kiếp trước mình hay làm việc thiện thì mình có cái chủng tử vô dẫn, hoặc là mình hay làm việc bất thiện thì mình cũng có cái chủng tử hữu dẫn ha thưa ngài. Dạ con kính trân biết lời cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó một phần nó do cái thường cảnh duyên, tức là mình ở cái nơi mà cái ba cái điều kiện mà chúng tôi nói là thân khẩu ý của mình nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì nó thành cái thường cảnh duyên, sau này đó nó thành một cái nhân duyên để cho cái sự suy nghĩ mình hiện tại, tức là cái việc làm mình hiện tại, cái lời nói hiện tại nó bị ảnh hưởng từ đó, chứ nó không phải là do cái nhân từ đó. Anh nhớ vậy đó. Bởi vì cái mấy tâm thiện này nó là nhân cho làm phát sinh cái khác, chứ nó không phải là quả của cái nào cả.
Nhưng mà cái mà để nó phát sanh được đó, nó vô một số cái điều kiện liên quan tới cái tiền nhân tật. Bà cái tu bà nít giá bà bạch chi giá đó, tiền cái tiền nhân tật nó làm cho mình có những cái trạng thái như vậy mà thôi. Thành ra nếu mình muốn muốn bỏ nó thì mình phải tập. Đó, mình phải tập là những cái đề nào mà mình suy nghĩ hợp lý là nên làm liền hoặc là nên ngưng, chứ không nên quán xét đi trở lại nhiều lần cái gì đó để tạo cái thường cảm gây nhiên cho những cái sau thì không có nên. Đó, tập làm là làm cho nhanh, mà hãy ngưng cũng ngưng cho nhanh, chứ đừng nghĩ nó không biết nên ngưng hay nên làm cái tiền đó, thì tức là mình tạo ra một cái thường cảm gây nhiên cho cái chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú Xích Hà đã có những câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, tất cả pháp dù là thiện hay bất thiện, là khổ hay lạc, thì đều do đã hội tụ đủ đầy đủ nhân duyên là có. Như vậy, dạ, nó mất tiêu rồi. Dạ, cô post lên con không thấy được, để con đọc lại. Dạ, con xin đọc lại ạ. Kính thưa sư, tất cả các pháp dù thiện hay bất thiện, là khổ hay là lạc, thì đều do đã hội tụ đủ đầy đủ nhân duyên là có. Như vậy, bất cứ tâm bất thiện nào đã sanh khởi lên thì cũng đều là hợp lý và đã đủ nhân duyên. Mà cái gì đã hợp lý mà khởi ý muốn đoạn trừ, từ bỏ chúng, có phải rơi vào tâm sân hay không thưa sư? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giả, kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự nó hợp lý thì nó phát sinh, nhưng mà nó phát sinh nó cũng diệt, chứ nó đâu phát sinh ở ngoài đâu. Thành ra mình muốn đoạn trừ nó thì mình dựa vào cái nó đang diệt đó, mình tạo cái nhân duyên để cho nó đừng phát sinh trở lại. Chứ nếu mình không tạo một cái động lực ngược lại đó, thì nó tiếp tục theo cái chu kỳ của nó. Đó. Thành ra khi mà mình muốn nó đừng ấy thì mình phải cho nó đi ngược trở lại, chứ tức là mình tạo một cái duyên khác trong cái lúc mà nó hết nhân duyên, mà thí dụ mình nói nó hết duyên mà thấy nó yếu đi thì mình phải tạo một cái động lực mới để cho cái nó đừng có thể là đi ngược lại cái đó, hoặc là nó đừng có thể tiếp tục, ví dụ vậy. Thì mình chỉ tạo đó thôi, chứ còn nó đường phát sanh là mình làm sao mình ngưng lại được. Đó. Ví dụ như bây giờ nó mình lấy xe đi nữa, mà mình thấy cái cơ bộ trước không ấy, mình thắng rồi nó phải có khoảng thời gian để nó chạy tới, chứ đâu có thắng là nó đứng liền đâu. Thì cái chuyện mình thắng thôi, mình tạo điều kiện để cho nó từ từ nó ngưng nhé. Nhưng mà ngưng phải tạo điều kiện để từ từ nó ngưng, chứ không phải là mình muốn nó ngưng là nó ngưng liền, mà đã thắng là nó ngưng liền, không phải. Thì cái thiện pháp hay ác pháp cũng vậy, nó đầy đủ nhân duyên của nó thì nó phát sanh. Nhưng mà nếu mình tiếp tục để cho cái những cái nhân duyên mới mà nó phát sanh tiếp tục thì nó mới khó đoạn trừ. Còn nếu mình tạo những cái động lực ngược lại, nó không thể ngừng liền được, nhưng mà từ từ nó mất năng lực thì nó phải ngừng. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, kính tri ân ngài. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. À, con kính mời những bàn tay và những câu chat, câu hỏi ạ. À. Tại vì con thấy bây giờ mình chỉ còn có khoảng 20 phút nữa thôi, nên con kính mời ạ. À. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, đang khi thực hành thiền quán, có một âm thanh xuất hiện, mình nghe và hiểu nó là âm thanh gì, nghĩa nội dung của âm thanh đó là gì, thì có bị xem là đang phóng tâm hay không thưa sư?
Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa quý vị. Nếu mà đúng á thì khi một âm thanh xuất hiện là nó xúc vô là lỗ tai đi thì mình chỉ biết chỗ đó thôi. Nếu mình đi quá cái chỗ đó thì được gọi là phóng tâm. Mà khi mình đi quá tức là mình nó đã làm cho mình tiêu rồi chứ không nói thế nào đó. Ở đây hồi xưa chúng tôi có tập rồi, chúng tôi có chỉ số người tập rồi. Tự biết liền à. Quý vị thâu cái tiếng chuông. Ví dụ quánh cái ben. 2 phút sau ben. 15 giây sau ben. Rồi 20 giây. 20-25 giây sau ben. Vậy đó. Vì là thâu vô cái thép hay là cái cell phone cái gì không biết. Quý vị đóng chặt cửa phòng quý vị là hết, quý vị tắt đèn là hết đó. Quý vị mở cái đó thử xem. Nhưng cái này mà chỉ tập đối với những người khỏe thôi nha. Người nào bị yếu tim không có nên tập, bởi vì nó vô ben cái là giật mình cái là đứng tim luôn á, chứ không giỡn đâu. Quý vị chưa có, quý vị tập rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị ngồi yên trong cái phòng vắng này đó, cái âm thanh dầu là nhỏ cách mấy mà nó xúc vô cái sắc thần kinh lỗ tai quý vị đó, quý vị giật bắn người, bởi vì giống như ai mà đang cầm cái gì mà thoi vô cái bàn tang quý vị đó, chứ không phải nhẹ đó. À. Thành ra lúc đầu mà mình nghe thường là mình chạy theo âm thanh liền, nhưng mà khi mình tập thời gian sau đó mình không có chạy theo âm thanh nữa, mà mình chỉ ghi nhận cái xúc chỗ đó thôi, rồi tiếp tục cái gì mình đang làm. Ví dụ mình đang quán thọ, nó vô cái ben chỉ biết vào đó, bởi chưa đủ năng lực để đi theo hoặc coi nó là cái gì. Mà khi mình chưa có đủ năng lực mà mình đi theo nó làm chết. Thành ra quý vị tập để nghe âm thanh để quý vị biết. Nó không phải dễ như mình tưởng đâu, tưởng đâu mình nghe cái nghe chỉ biết là nghe, nó chơi chứ nó thiệt mới được đâu. Quý vị tập rồi biết, nghe cái ben cái rồi quý vị biết. Nghĩa là vừa giật mình mà vừa chữa thề nữa, chứ không phải giật mình không á. Để coi trời lại quý vị, nếu mà có rảnh tập thôi coi chừng bao lâu quý vị mới quen với cái nghe âm thanh mà mình vẫn bình tĩnh, có niệm như thường. Đó, quý vị tập thử biết liền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ thành thai. Dạ, chúng con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều. Dạ, đã dành thời gian làm thị giả cho ngài. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của tu học Phật Pháp ạ. Kính thưa sư, xúc, thọ và tưởng lúc nghe âm thanh như sư vừa dạy rõ ràng là quá. Phản ứng giật mình là nhân phải không thưa sư? Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính nhân mít đến sư ạ. Đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi giật mình không thể gọi là nhân hay quả được. Nó qua quá trình nhân quả rồi. Bởi vì cái nhân quả là lúc nó xúc vô. Nó xúc vô. Khi nào mình bình tĩnh, mình có khả năng, có niệm thì lúc đó mình mới thấy được nhân quả. Nó còn nếu không á, nó qua hàng tỷ cái lộ trình tâm rồi thì đừng có nói nhân quả gì đó cả. Lúc đó không biết chỗ nào là nhân, chỗ nào là quả cả. Bởi vì khi mình nó vô một cái là thôi, chứ người mình nó tưng một cái là quý vị biết. Vừa giật mình mà vừa này vừa nọ bao nhiêu chuyện, tức là hàng ngàn ngàn tỷ cái lộ trình tâm chỗ đó không thể biết nhân quả là gì nữa rồi. Đừng có nói nhân quả gì vậy đó. Tập thử và biết từ từ. Khi nào mình nghe mình vẫn nhận được cái âm thanh nó xúc vô vậy đó, thì mai ra có thể biết chỗ nào là nhân, chỗ nào là quả. Chứ còn mà mình giật mình rồi là đừng có nói tới nhân quả nữa. Nó đi qua khỏi cái chu trình đó rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ không biết mọi đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Cho con xin tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ Nguyên Trang xin lỗi đạo hữu tu học Phật pháp nha. Cho Nguyên Trang một câu ạ. À. Dạ kính thưa ngài, nãy giờ con nghe ngài dạy đó ngài, thì nếu mà khi mà mình ngồi thiền, mình đang quán hơi thở đi ngài, thì lúc đó là cái đó là tâm thiện. À, mình đang có một cái tâm thiện, cái đó cái tâm thiện đó thì là cái tâm thiện hợp trí hay ly trí vậy ngài? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài chỉ dạy cho con ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Lúc đó là tâm thiện ly trí sẽ hợp trí rồi. À. Vậy từ khi mình lại nhìn cái hơi thở đó, thường cái lúc đó là mình đang tập niệm chứ không phải chưa hành, chưa được gọi là thiền, nó tập niệm. Niệm có hơi thở là đối tượng. Đó. Nó phải qua một cái chu kỳ rất là lâu. Rồi tới chừng khi mà không còn nhìn hơi thở nữa, phải nhìn cái gì khác, may ra cái thì cái trí tuệ mới phát sinh. Mới đầu là mình nhìn cái hơi thở đó là cái chế định pháp. Tức là chỉ tập niệm thôi. Nhưng mà tới chừng khi hơi thở nó vô nó xúc chỗ nào mình biết xúc, hay là hơi thở nó vô nó có những cái trạng thái gì đó, biết những cái trạng thái đó, lúc đó trí tuệ mày đã phát sinh. Chứ đừng có nghĩ vô thở ra thở vô là có thể có trí tuệ, đừng trí tuệ nó đâu có rẻ vậy. À, phải đổ bao nhiêu mồ hôi là tính thằng tiền nó mai ra còn có mới có trí tuệ được, thành ra nó không phải dễ. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Phật thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. À. Dạ con đã hiểu rồi ạ. À. Dạ là con biết khi nào mà nó ly trí và khi nào là hợp trí. Dạ con sa thú con kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi đạo hữu tu học Phật pháp ạ. À. Khi hành thiền lúc có cảm thọ. Ủa có bàn tay hả cô? Dạ. Dạ con con xin sám hối. Dạ con kính mời bàn tay của Xích Hà trước ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ mời con kính mời cô Quỳnh cầm mic giùm con luôn nha cô làm ạ. Dạ con. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Samma, dạ Nam mô Sangha, dạ dạ con kính đảnh lễ Trì Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức và chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, hồi nãy ngài có nói về cái vấn đề pháp con nghe thì con hiểu là khi hành thiền thì nếu mà mình thấy cái thực tính pháp thì cái đó mới có là hợp trí, phải không thưa ngài? Hoặc là mình thấy được cái chân đế thay vì tục đế thì khi có thấy chân đế thì mới có cái sự hợp trí đó. Con hiểu gì vậy? Không biết có đúng không vậy? Dạ, kính xin ngài giảng dạy, con xin trao mic lại. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nghe không hiểu làm sao mà đúng được. Mình mới vô mình mới tập niệm thôi, đã nói tập niệm thôi ha. Chứ đâu đã làm được gì đâu mà học cái gì lý trí gì mà nhớ vậy đó. Khi mà quý vị thấy là phân biệt được cái nào thực tính pháp, cái nào là đối tượng của thiền chỉ thiền quán này kia sùng đó, lúc đó mới tính được cái gì khác. Còn mình mới vô, mình đừng bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện mình làm chưa chắc mình đã làm đúng nữa. Thở vô dài này kia, nói cái đó nói chơi chứ thường không ai biết hơi thở nó dài ngắn như thế nào đâu, không biết. Giống như chúng tôi nãy trả lời cái tu tạo quá, mình phải dựa vào cái niệm của mình, cái niệm nó ở lâu thì hơi thở nó dài, mà niệm nó ở ngắn thì hơi thở nó ngắn. Nhưng mà mình đo được cái niệm của mình đó, lúc đó mình nó là tâm là cái tâm thiện nó hiện hợp trí, nhưng mà lúc đó là ngồi trong trường thiền là tốn không biết bao nhiêu mông côn của người ta rồi mới có thể tới đó được. Thành ra mình chưa tới nơi, mình đừng nghĩ cho xa, nghĩ xa mới mốt lỡ đi hành thiền cái tâm mình nó tưởng hơi nhiều hơn là nó đang quan sát thực sự. Cái gì chưa tới thì đừng có dối. Mà dối rồi nó thành là tưởng không người lái mệt lắm. Nam mô Bụt Tha.
Dạ con hay Xích Hà đã xa thủ kính tri ân ngài. Dạ con xin phót lại cái câu của tu học Phật pháp ạ. Cảm ơn thiền phụ cho nhục mình biết được tín hiệu. Tu học Phật pháp, khi hành thiền lúc có cảm thọ đau ở thân sanh lên, nếu hành giả khởi ý tư duy phân tích sở hữu thọ đó theo chi pháp trong ghi diệu pháp, thì có phải là vậy, có phải đã đánh mất thực tính, thực tánh và thực tướng của cảm thọ đó rồi phải không bạch sư? Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, và con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiền nhà, kính thưa chư quý vị. Khi mà khởi cái ý lên vậy, tức là tâm nó đã phóng ra khỏi đối tượng rồi, còn phân tích sở hữu thọ, sở hữu gì nữa, tâm nó đã phóng ra khỏi sở hữu đó rồi. Mà khi nó đã phóng ra khỏi sở hữu đó, tức là không biết nó đang làm gì thì chỉ có người đó biết thôi, chứ làm sao biết được. Đó. Bởi vì khi nào mình đau, mình không quan sát cái đang đau nó như thế nào, mình khởi lên phân tích sở hữu thọ, cái đó cái tâm nó đã phóng rồi. À, nó không còn ở trong đối tượng nữa, mà nó không còn ở trong đối tượng nữa thì không thể nói thực tính hay là không thực tính gì cả, bởi vì cái lúc đó là nó không biết dùng danh từ gì nè, nó đi ra khỏi cái đối tượng nó đang quan sát rồi, mà nó suy nghĩ tới cái quyển sách mà dạy về sở thọ như thế nào đó là biết là lúc đó là chẳng có thiền, chẳng có gì cả. Mà cái tâm đó nó tưởng không người lái đó. Ha. Bởi vì khi mà nghĩ tới phân tích cái gì là tới tâm nó chạy vô sách vở rồi. Nó không còn ở trong cái đối tượng hiện tại nữa. Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú chúng con hành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của tu học Phật pháp. Nam Mô Bích Thầy á. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo trang. Và theo đồng hồ của Nhật Quỳnh không còn được bao lâu nữa, kính mời quý vị. Dạ, sa thú câu hỏi của tu học Phật pháp. Kính thưa sư, pháp vô vi là pháp không do nhân duyên cấu tạo thành. Theo khoa học, electron là thứ nhỏ nhất, không còn có thành phần nào nhỏ hơn cấu tạo thành nó. Vậy có thể xem, nhà con đọc tiếng Anh chắc không đúng đâu, chắc ngài nhìn thì ngài rõ hơn, là pháp vô vi được không thưa sư? Nam Mô Bích Thai Giá, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiền nhà, kính thưa chư quý vị. Dầu rằng một electron nhỏ cỡ nào đi nữa đó thì nó trong đó nó vẫn có 8 cái sắc như thường, thì không thể là pháp vô vi được. Đó. Pháp vô vi chỉ có một chuyện đề cập tới là niết bàn mà thôi, là cái pháp đó mà thôi, chứ còn đó. Nghĩa là cái electron đó nó có nhỏ cách mấy đi nữa đó, nó nhỏ mình mắt thường mình không ấy, mà phải đưa vô kiến hay gì hàng ngàn lần để thấy nó đi nữa, nó vẫn có 80 sắc trong đó. 80 sắc trong đó đó vào hiện tại chưa thể thấy được, nhưng mà Đức Phật thấy với cái con mắt của ngài. Nghĩa là không có cái gì mà không có đủ 8 cái đó cả. Mà ra đủ 8 cái đó thì là điện tử điện diện vậy, nó đều có cái đó hết. Mà có ta gọi là 8 chất bất ly đó, thì làm sao mà nói nó là cái gì được. Ha. Nó đã có 8 chất bất ly thì nó phải là pháp hữu vi, không thể nào pháp vô vi được. Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, sa thủ chúng hành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con thấy tu học Phật pháp đã tri ân ngài rồi. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn câu hỏi của quý vị để cho Nhật Quỳnh học được nhiều hơn về giáo lý của Đức Phật. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, con thấy không có câu hỏi, cho con hỏi một câu bạch ngài. Lúc nãy đó con nghe có người hỏi là cứ nếu mà mình ngăn chặn một cái gì đó thì là mình nó phát sanh tự nhiên, thì mình ngăn chặn nó là mình có tâm sân. Vì ban ngày nếu mình
mình cứ để nó tự nhiên, nó bộc phát thiện hoặc bất thiện, mà mình không ngăn ngừa, mình cứ để nó là ý ác hạnh, khẩu ác hạnh cho nó bộc phát tự nhiên. Như vậy thì được, còn có phải là mình không hay biết những cái ác nghiệp mình làm không? Và như vậy thì Ngài dạy giùm cho con, nếu khi giờ con biết được cái ác nghiệp con nó phát sanh lên, ví dụ con muốn chửi ai đó, con muốn ăn cắp cái gì đó, thì con cứ để nó tự nhiên, hay là con phải làm như thế nào để con ngăn ngừa nó, bạch Ngài? Và con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Thai Giá. Nam Mô Bích Thai Giá. Kính bạch chư tôn hẹn giả. Kính thưa chư quý vị, thì biết cái tâm đó có cái pháp ác thì phải tạo một cái năng lực để cho nó đừng có tiếp tục, chứ mình ngưng nó liền thì không có được đâu. Nhưng mà tạo những năng lực để cho nó đừng có tiếp tục à. Thì bởi vì nãy sư mới thí dụ mình lái xe ra, mình thấy cái đó nó không đúng rồi, phải thắng. Mà thắng không có nghĩa là nó ngừng liền, từ từ nó ấy, thì mình tạo cái động lực cho nó ngược lại. Chứ còn nếu không đó, cái áp pháp mà nó đi theo cái chiều mà cái tâm mình nó thỏa thích rồi đó, thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nó thành cái thường cận nghi duyên là nó đi hoài, lâu lâu có chuyện là nó lên nó đi tự nhiên, nó đi hoài. Mà mình nghĩ đi, một lộ trình tâm của nó đó, bảy sanh na là nó, bảy sanh na động tốc, nó có khả năng nó cho quả từ cái kiếp này cho tới cái kiếp mà mình bà đi niết bàn á, tức là ấy, nó có khả năng nó cho quả tới đó, nên nó chưa có hết. Mà mình cứ để nó đi như vậy thôi, chứ sau này mình có muốn tu thì nó cứ lâu lâu nó cho quả, nó dạt mình hoài đâu có được. Nó cố gắng làm cho thiện pháp phát sinh càng nhiều càng tốt, mà ác pháp nó phải ít lại trong mọi trường hợp đó. Thành ra mình tập những cái bài kinh không cần dài, những câu kinh Phúc Cú thì đó, câu nào hay mình cái hay, mỗi lần mà áp áp chung vô là mình tạo cái năng lực là mình ráng cố gắng mình tụng cái câu kinh Pháp Cú đó. Thì ban đầu có thể mình tụng cả lắm một hai câu, nhưng mà sau này nó cái ác pháp nó phải ngừng thì mình mới tụng được. Tập như vậy đó, để khi nào cái tâm mình có ác pháp thì mình dùng cái đó để làm thiện pháp, để cho nó ngăn ngừa những cái ác pháp đó. Thì nên mình mới trong pháp, trong 37 phẩm trợ đạo đó, tứ chánh cần là vậy đó, nghĩa là tinh tấn để ngăn ngừa ác pháp đã sanh và ngăn ngừa cái ác pháp chưa sanh, nghĩa là diệt ác pháp đã sanh mà ngăn ngừa ác pháp chưa sanh đó. Thành ra mình cứ làm để tiếp tục cho tới cái lúc nào đó thì mình có được cái thói quen là mình mới tạo được đấy. Chứ còn nếu mà không mà cứ để vậy thôi chơi cho nó cho quả là mà nội mình nhận quả, không mình cũng mất hết trí tuệ với đầu ấy đâu. Bởi vì mỗi lần ác pháp nó cho quả là tối thiểu là cũng phải bàn sanh hay là làm trùng làm dế rồi này kim chùm mà xuống đó là nó mòn những cái sự suy nghĩ của mình về thiện pháp. Bởi vì đó là sống theo cái bản chất của những chúng sanh loại đó, nghĩa là có ăn là nuốt, ai đưa gì vô miệng ngọt ngọt là nuốt, chứ không cần biết nó là cái gì đó. Mà quý vị nên nhớ mà đi xuống một cái rồi đó thôi, chứ vô đọc cái câu chuyện con rùa thì biết không phải đi lên nó dễ đâu quý vị. Mà mình cả lâu ở bốn đường ác đạo đó thì nó làm cho hao mòn cái những cái điều mà để vừa làm cho trí tuệ nó phát sinh. Bởi vậy thì quý vị thấy những cái người nào mà từ ở mấy cái vùng đó mà lên, quý vị thấy người đó mình gọi autism, ngổng ngờ ngờ giống như khùng, cũng phải khùng, điên phải điên. Thành ra bây giờ mình còn có chút bình tĩnh, có chút trí tuệ để mình vô mình học Phật pháp vậy đó là biết kiếp trước là mình ở cái cõi cũng khá khá ha. Kiếp này được ở con người, nên là cái chuyện là mình thằng là mình phải tạo thêm một số năng lực để kiếp sau mà có rớt xuống sâu đi nữa thì cũng không có sâu quá. Bởi vì sâu quá khó đi lên cái thứ hai, mà hãy sâu quá là nó bào mòn cái những cái thiện pháp của mình, mà bào mòn cái quá mình nó chừng lên là mình ráng cố gắng mình tu tập để trở lại từ đầu, nó mất nhiều thời giờ. Thành ra mình sanh làm người đã khó, mình đã sanh làm người gặp Phật pháp có, mình đã gặp được Phật pháp
mà bây giờ mình còn hẹn mai, hôm nay hẹn mai thì chỉ nó chết thôi nha. Ráng cố gắng đi, học được ít nhiều cũng học nhiều theo này gặp Phật Di Lai nó đỡ hơn. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính chào ngài Liễu Tông, con kính chào đạo tràng. Con có một câu hỏi là về cái sự sát sanh đó ngài. Ví dụ mà nhà con xung quanh có kiến, có côn trùng mà chồng con thì muốn muốn mua thuốc về diệt nó, rồi con ví dụ con nói chồng con là không có giết nó như vậy, nhưng mà chồng con thì nói là nếu mà không giết vậy thì nó lại vô nhà rồi nó làm ổ, nó chuột này nọ nó làm ổ thì mình phải mua đồ về mình giết nó. Nhưng mà con thì con cũng khuyên là không có giết, nhưng mà chồng con lại giết, thì con thấy như vậy mà con để cho chồng con giết như vậy thì con có phạm cái giới sát sanh không thưa ngài? Dạ con có câu hỏi như vậy, cũng mong ngài trả lời con. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tổ Hoàng Giả, kính thưa chư quý vị. Mình cũng cộng nghiệp chứ sao không cộng nghiệp. Thật sự ra nó có những cái loại đó thì mình không có cần giết. Mình đi mua những cái loại thuốc mà mình xịt trước để cho nó, ví dụ như cửa mình á, mình quét cái sạch cái mình xịt thì nó đâu có vô. Đó. Mình giờ mình xịt nước mình rửa tường là cái mình xịt mấy cái loại thuốc á, ví dụ như tùy theo nó dặn, ví dụ hai tuần xịt lần thì mới xịt vậy thì nó đâu có vô nhà mình đâu nữa là chả. Nhưng mà để nếu mà nó vô nhà mình giết nó thì chắc chắn là kiếp sau mình xem làm kiến thì nó cũng giết mình lại vậy. Có dai có trả chứ không ấy được. Nó có nhiều cách lắm chứ không ấy đâu. Bây giờ có những cái loại mà nó ra hỏi mấy người đó biết, nó sẽ chỉ cho. Có những cái loại phấn, ví dụ như là mình vẽ xung quanh cái ngạch cửa là mối hay kiến không có bò vô. Nó lạ vậy đó. Hoặc là mấy con gián này kia đó, nó không có gọi vô. Đó. Thành ra mình phải, nhưng mà phải siêng làm. Ví dụ như nó dặn qua bao lâu, tuần hai tuần có làm, chứ không làm nên là nó quen, ngựa quen đường cũ mà nó lại bò vô, rồi mình mất công qua nhiều chuyện lắm. Còn nếu mà để mà lỡ mà giết thì thôi chứ, chồng giết thì vợ ở gần thì cũng có dính chứ sao không dính. Cộng nghiệp nhau mà. Nhưng mà dính nhẹ, dính nặng thì tùy theo. Nhưng mà tốt nhất nên làm vậy đó để đỡ hơn à, mình tránh được nào hay lúc đó. Chứ còn nếu mà chúng sanh mình giết rồi mai mốt rồi mà, chắc gì mình không sanh chúng nên làm những loại chúng sanh để cho mà họ giết lại à. Phải không? Nam mô Bích Thà Giá Kinh Bạch Triều Tông Hàng Giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh và pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư thông hàng giả cùng hành sinh nam sinh nữ trong đạo tràng có cơ hội để thấy và tận diệt các pháp ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bích Thà Giá, nam mô Tham Mà Giá, nam mô Sẵn Khà Giá, nam mô Rất Tân Át Tà Giá Sa. Sa thủ lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong đêm thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Trang, sau khi chúng con sám hối cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, sa thủ con thấy tín hiệu của sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột ta mang bụt thể vô khả lì tổ đô sơ bụt thâu khả mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật,
là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hăng thầm anh cha đều vi thăng qua răng thầm mê vô khali tô đổ sâu thầm mô cầm mặt tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hăng thầm uttamange na vande hăng sẵn khanh cha đu vi thót tam ăn sẵn khê vô kali tâu đổ sâu sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quy sinh tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Để rơm chúng con toàn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Con kính dâng bích đánh sư ạ. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Giờ trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chư Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử để kết thúc buổi học sáng hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá. Dukkha patta chane dukkha paya patta chane paya soka patta chane soka hanta sape pipanino etavatam chamhe sampatang ponya sampadang sape devam. Nam mô Đan Tu Sa Pa Sam Pa Ti Sa Ti Ya Đa Năng Đa Đan Tu Sa Ta Ya Si Lang Ra Can Tu Sa Pa Da Pa Va Na Phi Ra Ta Hon Ta Ra Chan Tu Di Va Ta Ra Ta Sa Pe Po Ta Pa La Pa Cha Pa Che Ka Nang Cha Yam Pa La Nga Ra Han Ta Nang Cha Te Che Na Ra Can Pan Tham Mê sa pa so nguyện cầu vi đấng Phật bảo, nguyện cầu vi đấng Pháp bảo, nguyện cầu vi đấng Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thấy điều mau tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ chỉ giới hạnh, biết là Chúa trong thiền, chư thiên đã văn tâm, xin tùy hỷ phước lành, được các trường như ý, rồi phán hồi thiên sư, chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, tịnh văn giác đại lực, nguyện tâm trì vi đức. Cầu phong lành phan sanh, pa va tu sa pa mang ca lang ra can tu sam ba đê va ta sa pa po tham. Nô pha vê na sa pa tham ma, nô pha vê na sa pa sang ca, nô pha vê na sa đa sa thi. Và hoàn tô tề tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ vai đơn của chư Phật, do nhờ vai đơn của giáo pháp, mà do nhờ vai đơn của chư Tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.
sa thu lành thai và đề quá ta sản ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pa quan từ bồ chỉ ta so thịnh ca rên tê tha vi ha ra man đa lê thầy ra cha mạch cha na qua ca cha phích ha vô sa ra mi ca đa na bà tê u ba sa ca gà ma cha đê sa ni gà ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan từ tê cha la bu cha dê đi cha anh đa sam pa qua san sê đa cha ta a tha vô pa ba tí ca nếu ya ni căng thầm ma qua răng ma tích cha tê sắp bê bị đu ca sa ca rôn tu sang ca văn tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phục ga la sang gơ hô tu sa mắc gơ và a tha ya cha hi ta ya cha ấm hê ra ca tu sắp thầm mô sắp bê bị thầm ma cha đi nơ vụt thịnh xăm ba bù nầy ya ma thầm ma đi dập ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên nga trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về xe dùng pháp thi tiền bề cũng dân rồi xin hầu đổ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là khi chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buông lõi không đường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thịnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền Nam Mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong mười triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tâm đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đoạn tận khổ tái sanh luân hồi. Cuối cùng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha vô hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha vô hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ viên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tâm thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền, thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu.
hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Dục Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Thai Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền và đặt những câu hỏi để cho trong giờ ngày Liễu Tâm được linh động và được hoàn mãn tốt đẹp. Và Nam mô Bích Tha Giá, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con. Được. Yani taputa ni sama gata ni puma ni waya ni wa angkale ke sabbe wa puta sumana pawantu apu bisa kacang sunantu pasitang tatma hiputa ni sameta sambe metang karo tamano ya pacaya ni wajarato jaranti ye paling ta Sang kê ra ta năng phân
chê ta sa va a pa bo so ta sa ma ti cha na ya a pa pa ta di ta ma sa sa vô ta i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng tê na sa chê na su va ti ho tu va na pa gung bê ya ta vô si tăng gê gìm ka na ma sê ta ta ma sinh gìm nê ta thu ba măng thăm ba qua răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra măng hi ta dạy đăng đi vô tê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu va rô va răng nhô va ra đô va ra ha rô a nô ta rô thăm ba qua răng a đê sa di đăng đi vô tê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu khi năng bù ra năng ngà quan na ti sam pa quan hi ra ta chê ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi ru nha chan da ni pan ta chi ra ya tha yam ba di bô i đăng vi sa kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su va ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng tham